Oi. Lên chưa ta? Rồi lên rồi đó. Hello mọi người. Rồi mọi người ơi, mình nhanh chóng. Ồ vang dữ hen. Phòng mày vang dữ hen. Rồi mọi người ơi, mọi người hãy nhanh chóng vào cái phiên livestream của em nha. Tại vì sao hôm nay em sẽ lên cho mình những cái combo quá là xuất sắc luôn nha. Và hôm nay bên em sẽ có một vài mini game vui vẻ ha. Rồi nếu mà cái gì ta, mini game gì ta, lát suy nghĩ sao. Các bạn muốn chơi gì chơi cái đó ha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay vào cái phiên livestream của em đi ạ. Mình săn những cái combo hot cho nha mọi người ơi. Ha, mình săn cho em những combo hot trong ngày hôm nay đi mọi người ơi. Hôm nay quá là hời luôn á. Đó, thì hôm nay là bên em có gì đó chính là có những chai hot đó từ nhà hát CT Family Food nè. Đó, và hôm nay có một cái chương trình rất là khuyến mãi, rất là đặc biệt luôn. Đó chính là khi mấy bạn mua cho mình một hộp thì bên em sẽ đính kèm thêm 5 cây nữa, ok chưa? Rồi, ngoài ra thì bên em có gì ạ? Có chân gà HCT Family Food và có những cái túi relax về chưa? Relax về chưa? Rồi mọi người ơi, hôm nay có relax và cả có holo phô mai cho mọi người luôn ha. Đây là mấy chị nào hôm nay mình muốn mua giá hời nè, mình muốn ăn được những cái dòng sản phẩm ngon ăn liền nhưng mà lại tốt cho sức khỏe thì hôm nay hãy nhanh chóng mình vào cái phiên livestream của em ha. Có bất kỳ thắc mắc gì hay là muốn em lên cái combo nào trong giỏ hàng thì mình để lại comment giúp cho bên em sẽ hỗ trợ nhiều sản phẩm lên, ok chưa? Rồi nhanh tay chốt đơn giúp em trong phiên live này ha mọi người ơi. Rồi em chào Huy Nguyễn, chào Mỹ Mỹ, chào Ly, chào Phú nha, chào mọi người. Rồi mọi người ơi, ha thì trước tiên thì Duyên đã giới thiệu sơ về những cái dòng sản phẩm hôm nay mà Duyên sẽ bán rồi đó. Đó thì hôm nay mình sẽ có là Deluxe nè, Hot Dog nè, hot dog của nhà của HCT á, thì có đến 4 vị luôn nha mọi người. Rồi hôm nay Duyên sẽ có chân gà ủ thảo mộc nữa. Rồi có thêm hồ lô phô mai, có cái sốt sệt nữa. Biết nó có để đây không? Rồi hồ lô phô mai có cái sốt sệt sệt đó nha. Và đặc biệt hôm nay mấy chị nào mà mình mua cho em cái hot dog nè, không khói này nè, là bên em đính kèm cho mình một vài túi sốt tiêu đen ăn kèm ngon lắm. Siêu dính nha mọi người ơi. Rồi nhanh tay chốt đơn giúp em trong phiên này ha. Rồi hôm nay em đứng 2 tiếng đó mọi người. Hôm nay em sẽ cô là cô gái quầy gì, quầy ăn thử là gì ta, cái cùng mấy bạn mà làm trong siêu thị á, mà đứng á, cái bốt á, mời mọi người ăn thử à. Dạ mời mọi người ăn thử nè. Rồi chào 8 anh chị đang chơi phiên live nha. Rồi hôm nay tôi bị nhiệt miệng á mọi người, cái tôi cười nó bị đơ đơ. Rồi hút thuốc, tao muốn hút thuốc là gì. Hello, hello, hello thằng nào có tiền. Hello Trung Hen Fan, hello Hoàng Hoàng, hello Nhật Anh. Rồi, em chào toàn thể mọi người đang trong phiên live của em ngày hôm nay ha. Thì mọi người ơi, hôm nay ghi nhận lên cho mình đó, đó là những cái dòng sản phẩm thức ăn nhanh, thức ăn liền nhưng mà tốt cho sức khỏe. Mà hôm nay á, mấy chị khi mua trên phiên live giá lại rất rẻ luôn. Và hôm nay Duyên sẽ cho mọi người những cái deal rất là tốt ha. Nếu mà mọi người ủng hộ Duyên giống phiên live này, và đặc biệt là mình sẽ có một vài cái mini game mà để suy nghĩ mini game gì để cho mọi người sẽ được dành những cái phần quà tốt nhất á. Đang suy nghĩ nha mọi người, có thể cho Duyên những cái mà gọi là ý kiến được không? Đó tại vì mình cũng ít chơi game á. Chào chào Khôi Vĩ ha ha nha. Rồi mọi người ơi, thì trước tiên thì chắc là Duyên phải lên trước một combo hả? Game chắc combo từ trên xuống dưới hả? Một mít đi. Combo mid đi ha. Vậy trước tiên thì Duyên sẽ lên cái combo số 1 trong giỏ hàng cho mình ha. Combo số 1 trong giỏ hàng hiện tại á của Duyên đó chính là combo mình sẽ ăn được hết tất cả mọi thứ ở đây nè, mọi người thấy không? Mình sẽ ăn được hết tất cả mọi thứ ở đây luôn ha. Đó, rồi trong cái combo này mình sẽ có đến 6 loại và mình trộn lẫn nhau ha, mình sẽ có đến tận 6 loại luôn. Ha, trong combo này mình sẽ có cho Duyên đó chính là hai cái hot dog vị bờ cát bếp nè, hai cái hot dog vị sông khói, hai cái hot dog vị bắp, hai cái hot dog vị cây mala. Ngoài ra trong combo này á, mấy bạn còn có cho Duyên là 46 ta.
6 túi hồ lô phô mai nha mọi người, 4 túi hồ lô phô mai nha, và ngoài ra là còn có thêm 2 chiếc chân gà nữa. Ok chưa ha, cái combo này mình sẽ có đến tận 6 loại luôn, mà hiện tại cái hồ lô phô mai của Duyên hiện tại không có hộp đây á, đó như Duyên cầm mình để đây nha mọi người nha. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Rồi ha, nhớ cho Duyên trong cái combo này mình sẽ có cho Duyên đến 6 loại mít ha. Giá gốc là trên 100.000, hôm nay chơi villa Duyên giảm còn bao nhiêu ở 99.000 thôi ha. Ngoài ra hôm nay á có free ship không? Có free ship, có mua là có giảm nha. Đó, có mua là có giảm cho mình ha. Đó, nên là nhanh tay mình chốt đơn giúp Duyên cho trong phiên live này ha. Em chào Ben Kuti nha. Rồi, hiện tại cái combo này giá gốc là trên 100.000 nhưng mà hôm nay á giảm còn 99.000 thôi. Rồi trong combo này mình sẽ có cho Duyên á là gì ạ? 8 cây hot dog ha, 2468 đúng rồi. 8 cây hot dog ha. Ngoài ra còn có 4 túi hồ lô phô mai rất là ngon quá mọi người ơi. Ha, và 2 chiếc ưng chân gà nữa, có hết luôn gì nữa. Ăn coi như là cái này là phần 2 người ăn á. Hôm bữa Duyên ngồi Duyên ăn á mọi người thấy không? Duyên có 2 cây hot dog mà Duyên no rồi, những nói là tính 8 cây hot dog. Tính ra là mỗi người là 4 cái hot dog luôn á, no nha mọi người, no cực luôn á ha. Rồi trước tiên thì Duyên sẽ giới thiệu sơ ha, đây là hot dog nhà HCT Family Food nè mọi người thấy không đó, đây nó như thế này ha. Thì cái em này thì mọi người bảo quản dễ lắm, cái này thì mọi người chỉ cần để ở trong nhiệt độ bình thường thôi, không cần phải bỏ tủ lạnh hay là không cần phải bỏ ngăn đá ha, và không cần phải chế biến luôn, chỉ cần xé ra và ăn thôi. Trong em này có đến tận 50% là thịt thiệt, ngoài ra còn có hàm lượng omega 3 và chất xơ nữa ha, nên là đành ra là em này khi mà mấy bạn ăn vào thì rồi nó là một cái thực phẩm ăn nhanh ăn liền. Đó là một cái thực phẩm ăn nhanh ăn liền nhưng mà không làm hại cho sức khỏe, mà ăn càng tốt cho sức khỏe ha mọi người ơi. Nhanh tay chốt đơn giúp em trong phiên này ha. Rồi hiện tại nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc là muốn em ăn thử cái sản phẩm nào đó, hoặc là muốn em ghim sản phẩm nào lên đó, thì mình để lại comment ha. Bảy anh chị ơi, say trời ơi, một buổi sáng hôm qua mưa mọi người muốn bệnh luôn. Rồi nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên này. Trời ơi muốn té nha, cái chỗ này nước quá trời nước rồi. Rồi nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em cho phiên live này ha mọi người. Nhớ cho em ha, em này đến tận 50% là thịt thiệt, ngoài ra em này còn có hàm lượng omega 3 và chất xơ nữa. Đó, và cái này là một loại thực phẩm nè. Nó bên ngoài em này thì nó có một cái bọc, cái lớp collagen, nó giống như em xúc xích tươi vậy. Mà xúc xích tươi thì mình phải để ngăn đá và hẹn sử dụng có một tuần thôi đúng không ạ? Đó, và khi mà mình ăn thì mình phải lấy ra rã đông và mình phải chế biến, thì em này nó tiện hơn rất là nhiều ha. Nó sẽ ăn cái vị nó ngon hơn xúc xích tươi, tại vì mỗi cái em này nó sẽ có một vị riêng của nó ha, và nó sẽ không cần chiên xào nấu gì hết nha mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn thì mọi người có thể chiên xào nấu tùy ý, nhưng mà em này chỉ cần tháo ra là ăn rất là tiện lợi luôn. Ví dụ buổi sáng nè, mới ngủ dậy nè, mình phải đi làm liền thì tôi ăn liền một cây xúc xích ok chưa, ai là một cái hot dog ok chưa. Rồi hai nhớ nha, lấy cái giống như là bánh xe sandwich ra, rồi cho một em hot dog này vào, rồi cho một miếng rau vô, rồi cho miếng mayonnaise gì đó, rồi là xong bữa sáng rất là tiện lợi đúng không ạ. Mấy anh chị nào có con em nhỏ mình mua về, hai con em mình phải đi học thêm liền, đi học xong rồi phải đi học thêm gì đó, không có thời gian cho nó ăn thì sao, rồi dặm cho nó một cho hai chiếc, một cho đến hai cây hot dog là em nó cũng lưng lưng cái bụng mình, lát nữa tối về sau khi học thêm xong 7:30 gì đó về ăn một cái nữa là ok đúng không ạ. Đó thì em nghĩ cái em này nó rất là tiện lợi và nó rất là ngon nha. Mà ví dụ vậy giống như nhà chị để cho con nhỏ ăn á thì sao ạ? Gì vậy trời, đổi góc quay rồi hả, đổi rồi má ơi, bắt đứng 2 tiếng luôn nè. Ngon không chị? Siêu ngon nha Như Ý ơi. Ăn thử đây, siêu ngon luôn. Mua cái combo mix này về là để mình ăn được đủ thứ món không á. Cái combo mix này mình sẽ có cho Duyên, đó chính là 248 cây hot dog luôn, 2468 cây hot dog, rồi thêm 2 cái chân gà, rồi thêm 4 cái túi hồ lô phô mai có cái sốt sệt sệt nha. Ngon lắm, cái sốt gì mặn mặn á. Tóm lại là ăn thấy nó lạ lạ ngon. Nó giống như là cái bánh phô mai mà nó mặn mặn á, ừ thì cái hot dog này nó giống như cái vị đó, ngon nha. Ngồi đó tiện có gì đọc comment giùm hen. Có ai comment đọc giùm đi, trời ơi công cầm quá. Rồi nhanh tay chốt đơn chốt deal giùm hen.
Rồi có bất kỳ thắc mắc gì thì mình để lại comment giúp cho Duyên nha mọi người ơi. Rồi nhớ cho Duyên hiện tại là, trời ơi mọi người ơi, đúng là ngon luôn á, mọi người không mua là đúng tiếc luôn á. Trời tôi bữa giờ là tôi bán là tôi cũng mua cho tôi mấy đơn rồi đó, mà tôi ăn cũng hết rồi á mọi người ơi. Mấy chị nào, mấy anh chị nào, mấy anh chị em nào mà ăn gần hết thì nhanh tay mua đi nha. Tại sao hôm nay á, mua một hộp luôn đi. Hôm nay đang có khuyến mãi cái chương trình chạy một hộp ha, mua một hộp tặng 5 cây cùng loại, ok chưa? Ha, mua một hộp vị nào là tặng 5 cây cùng loại luôn, là mình thay vì có 20 cây là đến tận 25 cây để mình ăn ngăn 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 ngăn. Vị nào ngon nhất à? Rồi, tùy cái khẩu vị của mọi người, nhưng mà đối với Duyên á thì cái vị cây mala với lại vị bồ cũng khá là ngon á ha. Còn mấy chị nào mà thích vị bắp á, chứ mua là bình thường mình thích ăn bắp á, thì mình lấy cho em vị bắp hot dog bắp nha. Cái này con nít á là thích ăn bắp á thì cho nó ăn cái vị này. Không cay ngon nha, nhưng mà nó hơi nồng mùi bắp. Tại vì trong đó nó có bắp thật luôn, có hạt bắp thật luôn nha. Và khi mình cắn vào thì cái sữa bắp nó sẽ tứa ra. Cái này ở trong đây có thịt thiệt nữa, 50% thịt thiệt. Nên là khi mà nó rất là mọng nước, chút xì luôn á mọi người ha. Khi cắn ra thì nó sẽ, sữa bắp nó bắn vô miệng á, nó ngọt ngọt, nó thơm hết như cái khoang miệng luôn. Đó, cái em bắp mình nè. Còn cái hot dog xông khói thì nó giống như là vị nguyên bản. Thì cái này thì ăn chung với lại sốt tiêu đen hoặc là tương ớt tương cà thì nó sẽ ngon hơn là ăn một mình. Tại vì nó cũng vị nguyên bản mà, thì nó kiểu là không có vị gì á má. Là nó có vị thơm của cây của cái cây gỗ sồi nó ấy lên thôi. Đúng rồi. Nên là mình muốn ngon hơn thì mình chấm cái sốt này sốt kia. Đó, còn mấy cái em này, mỗi em nó có một cái signature riêng không cần cấm luôn. Giống như là vị cây mala này thì nó sẽ có một cái chút gọi là dầu mala trong này. Cây thơm sẵn rồi ha, nó thấm vị vô đó luôn rồi. Còn bắp thì cũng không cần chấm gì luôn. Tại vì trong này á, cái mùi bắp của nó nồng nàn á. Nên là mình nghĩ là ăn bắp không thì nó sẽ ngon hơn. Còn cái em, các bếp này, mấy bạn này muốn chấm cũng được. Cái này nè, là có gân bò thật luôn ha. Trong cái bò gác bếp của bên em á, là trong này là có gân bò thật nhai sừng sực luôn mọi người ha. Và cái vị bò của nó cũng khá là ngon, nhưng mà nó hơi tiêu. Tóm lại là đối với mấy người mà không thích ăn tiêu nhiều giống như tôi á, thì tôi thấy cái em mình nó hơi nhiều tiêu. Tóm lại là không phải là tôi không biết ăn tiêu, nhưng mà tôi không thích ăn tiêu thôi, nhưng mà tôi thích ăn ớt đó. Thì mọi người thấy tùy vào cái khẩu vị của mỗi người ha. Mà tôi... một sẽ có mấy loại ha, là có tất cả trên đúng rồi luôn. Đúng rồi, một sản phẩm là được được hai luôn đó. Đó mà là mình sẽ có hết cái bàn trên này ha, trừ cái này ra thôi, ok chưa. Mình sẽ có là hai cây hot dog vị bò gác bếp, hai cây hot dog vị xông khói, hai cây hot dog vị bắp, hai cây hot dog vị cây mala, bốn túi hồ lô phô mai và có thêm hai cái chân gà nữa, ok chưa. Rồi ha, sau khi mình giới thiệu sơ về hot dog và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái này thì nó cũng giống, nó cũng có 50% là thật thiệt. Trong này nó có mỗi cái túi hồ lô phô mai thì nó sẽ có hai viên như thế này nè, mọi người thấy không. Rồi ha, bây giờ mình qua nhanh cái phần chân gà nè. Đó, cái trong không không có chuyển combo nha. Rồi cái chân gà trong combo này mình sẽ có hai chiếc, ok chưa ha. Cái combo này mình sẽ có hai chiếc chân gà. Rồi cái em chân gà này 38g được nha, rất là to luôn nha mọi người, 38g. Và em này thì có là được ủ đến 18 loại thảo mộc lận, ủ trong cái môi trường gọi là ủ trong 48 tiếng đồng hồ luôn á mọi người ha, hầm trong 48 tiếng đồng hồ luôn. Nhưng mà em này nó vẫn không có bị mất cái độ gọi là dai từ thịt nè, rồi cái độ gì ạ, dai từ thịt, rồi sau đó có một cái lớp mà giòn giòn từ sụn từ da đó mọi người ha. Nó thơm mùi thảo mộc cực kỳ, và nó chảy ra một cái nước collagen mà nó thấm với 18 loại thảo mộc á. Rồi nên là nó ngon lắm, không biết diễn tả sao nhỉ? Nó có vị hơi cay cay ở lưỡi nữa. Cái này là tôi đang review theo cảm nhận của tôi nha mọi người. Mà ngon thiệt, cái đó ngon. Thì là ngon, ngon. Nhưng mà ý là nó giống như gà tiệm thuốc bắc, nhưng mà nhẹ mùi hơn. Cái này cái mùi nó không có bị ám phòng. Bình thường á, ăn những cái loại khác nữa, tôi thấy cái phòng, phòng lạnh như vậy nè, là ám phòng, ám mùi nha mọi người. Áo phòng áo mùi hết nguyên cái phòng luôn, là bị 27 ngày 7 đêm luôn, là nó còn bị cái mùi á. Nhưng mà cái này nó chỉ thoáng, nó chỉ thoáng nhẹ vô cái phần từ khu vực này nè, đó nó thoáng nhẹ thôi nha, rất là ngon luôn. Nhanh tay chốt đơn giúp cho Duyên nha. Đó, muốn Duyên lên combo nào mình để lại cho mình ha. Rồi nhớ ha, 6 loại combo số 1 mình sẽ miết cho Duyên là 6 loại luôn, ok chưa. Miết cho Duyên 6 loại và giá gốc là bao nhiêu? Giá gốc là 100 trên 100.000, trên 120.000 nhé. Đó, mà hôm nay chơi phiên live giảm còn 99.000 thôi nha mọi người. Nhanh tay chốt đôi chơi phiên live, trời ơi, đau bụng mọi người. Đồ
ơi, nấu với gà luôn nè. Rồi nhanh tay chốt đơn giúp Duyên nha mọi người. Trời ơi, anh Thư ơi, anh Thư, anh gì, anh Thư đúng không? Anh Thư John ơi, anh Thư đã mua được combo số 1 chưa? Anh Thư mua được chưa? Rồi xin lỗi mọi người nha, sáng nay tôi hơi bị bệnh tật á mọi người, nên là tôi sẽ like với Thư. Cái xì tay của tôi nó không gào như mỗi khi nữa. Tôi sẽ like cái một cái phong cách thư thả. Đẹp trai thế, khen ai vậy? Rồi. Trời giá nữa về. Thấy được cái trái gì? Cái này trái gì? À, cuốn học. Không, cái trái gì nè con trai. Trái khế. Ờ, thấy được trái khế của chị hả? Kêu chị đẹp trai. Cảm ơn nha. Trời ơi, đẹp trai đó má. Nó thấy được nhân cách bên trong của tôi luôn. Mẹ hai được bao nhiêu cây vậy chị? Mã cây, mã 2 thì mình sẽ có nhiều hồ lô phô mai hơn ha. Mình cũng vẫn sẽ có lên mã 2 giùm em đi. Mình sẽ không có chân gà ha. Cái mã 2 này mình sẽ mix 5 loại thôi. Mình vẫn sẽ có 2 cây hot dog vị bò gạt bếp, 2 cây hot dog vị sông khối, 2 cây hot dog vị bắp, 2 cây hot dog vị cây mala. Nhưng mình được đến tận. Ủa sao nó gì lắc vậy rồi? Lắc hồ lô là chung mà. Rồi 2 giờ hồ lô phô mai chưa về nên là tạm thời là thêm mấy cây nữa. Đang lên combo mít má ơi. Combo mít thì nếu mà không có hồ lô phô mai thì thế vô bằng gì? Thêm mấy cây nữa đúng không? Thêm. Nói chung là bù. Khi mà không có hồ lô phô mai thì nó sẽ bù cái cây hấp đó. Nói chung là bù thêm hấp đó cao cái phần giá trị của hồ lô phô mai. Bù thêm nhiêu? Ví dụ như mọi người muốn ăn hồ lô phô mai đúng không là 25.000. Thì mình bù 3 cây hả? Ừ, 3 cây là 27.000. Ờ, bù 3 cây ha, trên nè đáng lẽ là 5 cây. Ủa, cái phần này mình sẽ có 8 cây đúng không? 4. Đâu 5, đâu 4 là combo 6, còn combo mid 5 là phải là 6, 6 hay 8 ta? Quên mất tiêu rồi. Lâu quá không bán combo 5 mọi người. Ăn hot dog xong khói đi chị. Ừ. Không, ta ăn xong khối tao phải chấm mấy cái sốt chua đen tao mới ăn. Đây. Đó. Xong khối ngon mọi người, xong khối ăn với lại bữa sáng tôi có xong khối nè. Tôi hay ăn chung cái gì biết không? Một là ăn không thì tôi phải ăn với cái sốt này. Còn không là tôi sẽ chiên cái ốp la xong rồi ăn với lại sandwich bịch chấm. Là xong bữa sáng của tôi đó mọi người. Nhưng mà tôi dậy không được kịp thì tôi rút luôn mấy cây này tôi đi ăn vậy đó. Tôi không, ý là tôi dậy, thường là tôi dậy trễ lắm thì tôi ngủ trễ lắm mọi người. Mà tối tôi cũng ăn này nữa, tối tôi buồn miệng tôi cũng lấy mấy cây ra tôi ăn nữa mọi người. À, mấy cây. Yeah. Như 6 cây gì đó, tóm lại là sẽ bù thêm hot đó nha, có thể thêm 3-4 cây gì đó. Mà giá trị nó sẽ cao hơn cái hồ lô phô mai chú về. Mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ tôi sẽ ăn thử cái hot dog xông khói theo yêu cầu nha mọi người ơi. Nha. Rồi, nhớ nha, trong hot dog này có đến 50% thịt thiệt đó, nên là ăn nó chút xì ngon lắm. Tôi ra cái này ăn tương ớt ngon hơn á. Vậy hả? Dạ. Không có tương ớt đi ăn. Không có muối tươi đen ăn được. Tại vì mày nó có nước nước gì nè. Và nhớ nha, cái em hot dog này của nhà tôi á, là gì ạ? Là được có sản xuất và đóng gói theo cái... bản em chăm bịch. Ok, chị, em chỉ cần đặt đơn hàng thôi là có là giao à. Đặt thôi chứ đừng hủy được rồi. Đừng hủy nha, hủy tội nghiệp tôi lắm má. Tôi đứng 2 tiếng bán cho mọi người đó trời. Ấy, tôi đứng không? Tôi đứng thiệt. À, tôi đứng mà, tôi đứng 2 tiếng luôn đó. Ừ. Không xé được luôn á. Nhớ nhìn. Cái kéo cắt hay gì đó. Xin lỗi mọi người nha, tôi để móng giả tôi. Mua được tặng chị không kìa. Được luôn, mua đi tặng chị. Ta bán được cho. À quên mời chứ. Mời mọi người ăn cùng Duyên nha. Duyên thích ăn cái này mà phải chấm với cái này nè. Cái này ngon mọi người. Nè ăn thử chấm này cho ngon quá. Chưa lên. Bét bom hàng, ôi trời ơi. Nghe tên sợ thế. À, nó có cái cục bò sụn nào cho mày luôn á. Sừng sực sừng á. Thơm nha. Thơm mùi khói. Không khói. Thơm mùi khói. Nhưng mà đây không phải là một cái sản phẩm mà tôi thích ăn nhất.
Tôi thích ăn cái mala nhất đó mọi người. Tôi thích ăn cái mala nhất luôn, nhưng mà cái bò này ăn cũng ngon mà nó hơi thăng tiêu. Ê, tôi ăn sốt tiêu đen này được ha, nhưng mà cái này nè, nó thì tôi không ăn được mọi người. Số tiêu đen chắc nó Nha, có ăn thử anh. ăn ngon không? Chưa ăn thử cái này rồi giờ. Cái sốt nó ngon đúng không? Cái nó có hăng mùi tiêu lắm, nếu một Ừ, người không thích ăn nó, không ăn tiêu hoa ăn tiêu được cái á này ăn bạn. vẫn được nghe, ăn chung vẫn ngon nghe, nhưng mà cái Không bò gác bếp thì hăng tiêu nha. ăn tiêu, không Thôi, ăn mùi tiêu á. giống như kiểu ăn chai cá thác lát gì đó. Hăng tiêu như mọi người. Đó rồi mọi người ăn miếng cuối cùng cùng với Duyên nha. Duyên cũng đây nè, cái bữa ăn sáng của tôi luôn á. Ừ, tôi dậy siêu Bánh trễ. này bán sao vậy chị? Này, chắc chị phải giới thiệu lại cho giới thiệu sản phẩm lại quá. Ngay xong Bánh này bán sao vậy chị? Mua ừ. combo mix 6 loại là biết liền rồi. Ngay xong mua combo mix 6 mọi người, Ăn tất cả các thứ trên bàn luôn. mix 6 với giá cũng y chang mix 5 mà. Mà mix 5 thì nhiều hết đó hơn. Bạn nào á ngon quá. Bạn nào á mà thích bạn nào mà thích ăn đủ thứ lại có chân gà luôn thì lấy cho mình mix 6 ha. Còn bạn nào không thích ăn chân gà, mình chỉ thích ăn nhiều hấp đó thôi thì lấy mix 5, giá y chang nhau. Trên trăm giảm còn 99 đồng giá luôn, ok chưa? Rồi hôm nay mấy bạn nào mà muốn hời hơn thì mình mua hộp đi. Nhớ nha, chứ tại sao hôm nay mua hộp, một hộp là 20 cái à. Bình thường mua có 10 cây đúng không? Giờ một hộp nó có 20 cây chứ nhiều. Ha, mình để xong rồi mình mà nhưng mà đem về tay đến 25 cây nữa. Hôm nay đang có chương trình mua một hộp tặng 5 cây cùng lại nha. Lời hơn á. Rồi ok chưa? Combo số 6 thì mình sẽ có gì đây là gì ạ? À? Đây không phải là bánh nha, đây là hot dog. Đây, để gần cho coi. Bánh này tặng cho người yêu có hợp không? Quá Được hợp luôn. luôn. Quá là tuyệt vời. Quá 10 hợp luôn. điểm xuất sắc. 10 điểm, ok chưa? Nhà tặng cho người yêu là 10 điểm không có nhưng. Con đường đến tình yêu là đồ ăn mà. Đúng mà, là cái bao tử. Bao tử. Đúng rồi, nên là mình cho mình tặng cái này cho người yêu là 10 điểm không có nhưng. Hay anh người yêu sẽ xúc động. Em chính là định mệnh đời anh này, kiểu vậy đó, hiểu Đúng rồi. không? Quá hợp lý luôn. Quá là 10 điểm xuất sắc chưa? Rồi mọi người ơi, nhắc lại ha, combo mix 6, nếu mấy chị nào mà mình muốn ăn đủ thứ loại tùm lum tùm la luôn á, ăn hết nguyên cái bàn này của em á đó, mà với giá rẻ thì lấy liền combo mix 6 ha, em mang ghim lên cho mọi người luôn á, là mình có gì, hai cây hot dog vị bò gác bếp, hai cây hot dog vị xông khói, hai cây hot dog vị bắp, hai cây hot dog vị cây mala, và thêm bình thường có thêm 4 túi hồ lô phô mai đúng không, thì cái này chắc là tôi sẽ cho thêm hai cây hot dog nữa vì random ha, muốn bóc trúng vị nào thì cho vị đó. Rồi tại vì hồ lô phô mai của tôi chưa có dời hạn kịp. Rồi ngoài ra mình vẫn có là hai cái chân gà nữa ha. Đó. Nhanh tay chốt đơn giúp em cho chuyện này này ha. Trời ơi, anh nó sợ cảnh báo mới ơi. Gì? Nay chị ăn không mẹ? Mới ăn xong rồi. Chị ăn xúc xích ngô đi. Cái này là hot dog nha. Nó xúc xích là tao bị phạt đó. Đó, đó. Chị ăn chân gà đi. Trời ơi. Hey Sly. Rồi, bây giờ ăn gì nè? Giờ mùa random ha, nhất nhì ba bé sấm sét u đầu bà bầu. Thôi cho cái relax lên luôn nè. Đó, relax này là phô mai nha, mấy má nào mà nghiện hô vang thì vào vô nha. Nhất nhì ba bé sấm sét u đầu bà bầu đẻ con quá. Thường là cái này là khi không ăn. Ăn cái này ha. Rồi, lên điêu 10 cái chân gà đi ạ. Bốn hộ một đơn thôi mọi người ơi. Bốn hộ tôi một đơn á, trời ơi trời. Nãy giờ kêu ăn hơi nhiều là lát nữa lỗ quá. Ngày mai là không thấy tôi nữa đâu á. Ngày mai là mọi người không nhớ tới tôi là hỏi nhớ tôi nha. Hơi bị nhớ đó. Rồi, mọi người ơi. Lên chưa? Lên cây 10 điêu rồi. Ok ha, hôm nay em này cũng đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ hời cho mọi người luôn ha. Rồi, em chân gà này là em chân gà thảo mộc, ủ đến 18 loại thảo mộc nha mọi người. Ha, nặng đến tận 38 gram.
Ok chưa, nặng đến tận 38 gram luôn, được hầm trong 48 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hầm theo cái công nghệ mới á, nó sẽ thấm những bùn ủ vị lên đây. Cái đây là cái chân gà nè, mà các bạn càng ăn càng đẹp da, càng tốt cho sức khỏe. Ok chưa, một loại chân gà mà ăn vừa tốt cho sức khỏe vừa đẹp da. Đó, tại vì sao? Thì thấy ngày xưa người ta hay ủ mấy cái thảo mộc gì đó, thuốc nam gì đó để uống tốt bổ, bổ gì kháng dương gì đó, nó gọi là bổ khí huyết gì đó, tóm lại là nó sẽ bổ mấy cái bộ phận, cái lòng, cái bộ phận bên trong của cơ thể các bạn. Ok chưa ha, thì trong này thì có đến 18 loại thảo mộc công thức đặc biệt bí truyền luôn. Ok chưa, công thức chỉ nhà HCT Family Food đó, bao đời di truyền nhá mọi người. Rồi ha, thì cái em này á hầm trong 48 tiếng, nhưng chân gà này vẫn rất là dai và giòn nha mọi người ha, dai từ thịt và giòn từ sụn từ da nè đó, và ở bên ngoài đó nó chảy ra một cái lớp collagen. Mà ăn nhiều collagen thì sao? Đẹp da, đúng không ạ? Bây giờ mấy anh chị có thể thấy ở ngoài Hàn Quốc á, ở Hàn Quốc người ta ăn nhiều rất là nhiều chân gà cay là vậy đó, tại vì ăn càng nhiều chân gà càng đẹp da. Ngoài ra là ăn bì này nọ cũng đẹp da nữa đó, mọi người, đó là bí kíp á, đẹp da dễ hoài của người Hàn Quốc á mọi người. Đó nên là em mới nói là mọi người ăn càng nhiều chân gà HCT thì sao, càng đẹp da và càng tốt cho sức khỏe nha. Ăn thử được không chị? Nè, ăn thử nè, cho này ăn thử online. Còn không thì để chị ăn thử cho em coi được không? Chị ăn thử cho em coi. Chứ sao em ăn thử được? Cái quầy này nó không có nằm trong siêu thị, mà cái quầy này mà nó có nằm trong siêu thị là chị cắt ra cho mỗi đứa một miếng rồi, hiểu không? Mà cái này nó nằm ở trong siêu thị online chứ không có nằm trong siêu thị real. Rồi ha, nhớ cho em ha, chân gà rất ngon ha, và có vị cay nhẹ nhẹ thôi ha, nó rất là nịnh lưỡi luôn. Ok chưa, nó thì cái này là mấy anh chị nào mà em nói trước luôn nha, em không thích thuốc nam thuốc bắc, bình thường em không biết ăn gà tiềm thuốc bắc luôn mọi người ơi ha. Nhưng mà nó sẽ mà mặc dù nhà em ở khu người Hoa nha mọi người nhưng mà tóm lại là tôi cảm thấy là tôi không thích mấy cái mùi đó. Mà khi mà tôi ăn cái này xong thì tôi thấy nó ngon nha mọi người. Tóm lại là nó không có bị nồng quá giống như mấy cái tiệm thuốc hoặc là gà tiệm thì nó quá nồng nặc, hiểu không? Đó, còn cái em này thì cái mùi nó được da giảm rồi, tóm lại là rất là vừa ăn và ăn rất là dễ ăn ha. Thì cái đầu tiên thì mấy bạn nào mà không thích thuốc nam thì ăn có thể thấy hơi nó hơi thoang thoảng mùi thuốc nam thì cũng thấy không có khó chịu. Nhưng mà qua cái thứ hai á, qua cái thứ hai dặm á, trời ngon nha mọi người, ngon dữ luôn á. Nhanh tay chút đơ chút điêu dùm em cho phim này hen. Rồi mọi người, rồi ok chưa bây giờ? Để em mua anh thử, ok mua đi. Ôi mua đi ạ, à. Mua 10 cái gì ạ? À? Mua đi đừng ngại. Đúng rồi, mua đi đừng ngại ạ. À. Rồi hai giá gốc là bao nhiêu? 120.000 cho 10 cái chân nha. Cái này là cắt ra một nửa đó, một túi chân gà là 20 cái. Ha, thì cái này cắt ra nửa gối á, cho mọi người á là bán 120.000 thì giảm còn nhiêu? 109.000 hả? Đúng rồi. Giảm còn có 109.000 thôi nha mọi người ơi. Ủa em ghim chân gà chưa vậy? Dạ chưa đó. Chưa có ghim. Giờ muốn 5 cây cũng có nữa nè. 5 cây 60.000 giảm còn 54.000. Còn 10 cây thì sao? 120.000 giảm còn 109.000. Ủa? Cái giá này là giá sale chưa? Chưa có giá sale kìa. Sale rồi đó chứ. Ủa đâu có sale, 120.000 nè. Vẫn hiện là 120.000 nè. Mọi người đợi chút xíu nha. Để xét lại giá sale cái. Đúng rồi, rẻ mà, nhưng mà cái này là hàng Việt Nam chất lượng cao nha, được đóng gói trong cái môi trường vô trùng. Ok chưa? Nhưng cái bao bì của nó là hàng nước ngoài nhập về nha. Này cái đóng gói này nè. Tức là cái khâu đóng gói là ở Việt Nam mình làm trong môi trường vô trùng mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy tờ có kiểm định hết. Nhưng mà cái bao này nè, để bao gói cho mọi người nè, là hàng nhập từ hàng nước ngoài về nha. Mắc nha mọi người, hàng xịn. Trời ơi, tôi đứng 2 tiếng thiệt hả trời. Đứng 2 tiếng thiệt á mọi người. Trời ơi. Cái gì vậy? Số 4 hả? Số 4 kìa, số 4 là gì kìa má. Rồi, số 4 à. Số 4 là Hot dog vị bắp. Hot dog vị bắp hả? Lên hot dog vị bắp. Rồi ha, hot dog vị bắp đó giá gốc là 180.000 cho một hộp ha. Hôm nay á, bạn mua cho mình một hộp 20 cây hot dog
thì đem về tay được 25 lận. Tại vì sao? Hôm nay em bên mình đang có cái chương trình là mua một hộp 20 cây. Đó thì bên em sẽ gửi thêm 5 cây cùng loại nữa ha. Mua 20 đem về 25 cây quá hời à. Bình thường mấy 5 cây xương xương cũng 40 ngàn gì nữa. Đúng không? Quá hời. Đồ ăn giặt mà vậy là quá hời rồi. Mua đi mọi người, tôi đứng 2 tiếng bán hàng cho mọi người nữa. Trời ơi. Mua đi, mua ủng hộ cái sự đứng của tôi 2 tiếng đi. Rồi tôi không nghĩ hôm nay tôi phải đứng 2 tiếng luôn á mọi người. Trời ơi. Cơ thể đã yếu đuối bệnh tật còn bị đứng á, cái bóp bán hàng cho mọi người kiểu vậy nè. À, mời mọi người ăn thử nha. Rồi mời mọi người mua đi ạ. À. À, mọi người mua đi nhanh lên ạ. À. Trời ơi. Đó kiểu vậy đó. Quải luôn. Em mua không bình giờ là em xạo rồi. Em thật là ảo ảnh Trần Gian. Em mua không đồng thiệt là em lão ảnh Trần Gian rồi. Rồi giá gốc của người ta là có đến mấy chục ngàn. Ê mà mấy chục ngàn rẻ mà mấy bà mua đi. Mua đi mấy bà yêu. Mua đi. Rồi hai bây giờ ăn chân gà nha mọi người. Nói ra cái chân gà bên em to lắm mọi người. 38 gram á. Nè đó xé ra ăn nha. Quá trời luôn. Bự chà bá. Cũng được. Đó, xé ra thì đơn giản lắm. Nhưng mà lúc ăn thì nó mới cầu kỳ, nó mới phức tạp, nó mới hỗn tạp, nó mới hỗn độn. Cái vị mùi của nó thảo mộc quá mà. Bốc mùi luôn á. Ý là nó không bị nồng nha. Cái mà là tôi ăn cái này được thì nó không nồng bữa Nam, bữa Bắc gì đó. Nó mặn mặn cũng vừa nữa. Rồi, khi mà tôi ăn thì tôi sẽ cầm vậy nè mọi người. Mời mọi người ăn. Rồi mà mọi người ăn chân gà cũng có duyên ha. Rồi nè, chân gà nè. Đó. Thấy không? Nhai chậm thôi hả? Ok, nhai chậm luôn. Thích nào chừa đó luôn. Đó, thì đầu tiên ăn cái cù lẳng trước nha mọi người. Nghe không ta? Nghe. Ừ. Nghe. Nghe không? Giờ nó đột rồi luôn. Ngon mọi người. Nè, thịt nó dai nè mọi người thấy không? Nghe không? Nghe gợp gợp không mọi người? Nhai chậm đi chị. Mà nhai nhanh đi chị. Là giờ tao nhai chậm hay nhanh? Thôi tao nhai vừa vừa đi ha. Là thịt nữa nè. Trắng nha, nó vẫn dai dai nè. Mọi người thấy không? Hơi tê tê đầu lưỡi. Ngon nha. Ngồi bên cạnh mà nhìn hết thèm luôn đó chứ. Ngon nha. Sao ta? Cái collagen đó tôi đang cảm nhận giống như là đã ăn collagen vậy mọi người. Ở đây có bà nào giống tôi không? Ăn là phải tháo từng khớp con gà ra luôn á. Ăn vậy nó mới đúng chứ. Thịt nó dai mà nó dày mọi người. Ngon. Còn cái đầu á. Accident. 3 giây. Nó không ba đi kìa. Nó không ba đi. Ngon, mua lên. Chân gà ngon lắm. Không có bị cay. Thịt đầy đó nha. Trắng trúng miếng thịt nó dày.
chẳng có rẻ gì đâu luôn á. Trời ơi, bán tiếp thị mà ngồi ăn giống vậy trước mặt khách chắc khách thèm những miếng chết á. Rồi ăn quá nhiều rồi, từ từ ăn lại đi má ơi. Chưa ăn hết cái chân gà nữa nè. Ngon nha, muốn hỏi chị đi mấy cân. Ngon quá hả? Xong. Mission complete nha mọi người. Mấy thằng giấy Mission complete nha. Xuất sắc 10 điểm. Rất cay cay nhẹ nhẹ. Đổ miếng nước á. Quá là tuyệt vời luôn á. Nãy giờ ăn cái xúc xích rồi, nãy giờ ăn cái hấp đó rồi. Giờ mọi người muốn tôi lên vậy nè. Rồi mọi người ơi, cái combo số 3 tôi đang ghim cho mọi người nha. Hồi nãy bạn này yêu cầu lên combo số 3 đúng không? Anh Linh Cuti đúng không? Đó, combo số K là một cái là full á. Là cái một cái túi full của chân gà đúng không? Một túi chân gà luôn là sẽ gồm 20 cây ha. Giá gốc là 240.000, hôm nay chị Phương em bán 219.000. Tùy vào tài khoản TikTok của mỗi người sẽ hiển thị một cái giá khác nhau, ok chưa? Và hôm nay có mã free ship cho mọi người luôn. Trời ơi má ơi. Hôm nay có cái mã free ship cho mọi người luôn nên mọi người hãy nhanh tay một chốt đơn giúp cho em đi ha. Cài không có bị cay lắm mà tôi không biết ăn cay. Ơi tôi là không có biết ăn cay và không có biết ăn ăn tiêu luôn nha mọi người ha. Nhưng mà cái này tôi ăn được, cái mala này là nó thơm, thế cái kiểu không phải là bị cay quá nồng, cái mùi của nó thơm á, chứ không phải là cay kiểu trái ớt hiểm của Việt Nam mình á, nó bị cay hổm á, cay mất chạy á. Rồi nhanh tay chốt đơn. Trời ơi mọi người. Hello, bao giờ bố về thì đổi tên. Trời ơi, sao vậy? Sao tia tên tội vậy rồi? Tên Hello, soái cô độc nha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn, chốt deal dùm cho em trong phiên live này ha. Ở đau bụng quá. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình đã lại comment giúp cho bên em ha. Rồi long thể bất an từ sáng đến giờ, đáng lẽ là tôi nên off luôn hôm nay á. Hôm qua là tôi có một cái phiên live mọi người, mà tôi long thể bất an quá từ hôm qua tới nay á. Rồi tôi off. Hôm nay tôi cố gắng đi làm tương tác với mọi người chứ không mọi người quên mặt tôi với mọi người. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn là bất an nha mọi người, tôi bị ông kia ông dí. Trời ơi, nó hôm qua tới giờ luôn á. Nên là hôm nay tôi sẽ hạn chế ăn nha, nên là hôm nay mà mọi người kêu tôi ăn nhiều quá chắc tôi cũng không ăn nhiều đâu. Chứ không mà tôi bị dí tới một chuyện luôn á. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em giờ. Hiện tại combo một hộp, ơi lên một hộp nhiều quá, lên 10 cây thôi bé ơi. Lên 10 cây hot dog. 10 cây chân gà thôi, 10 cái chân gà đi. Lên 10 cái thôi. 10 cái chân gà tôi thấy giá ổn rồi. Mua lần mua 10 cây thôi, mua chiên hộp ăn cho nhiều đúng không? Ăn nhiều quá làm gì? Đây, muốn đi vệ sinh quá. Để sao ta? Okay. Để em vô em thế vậy xíu đi, em chứ nói gì đó. À, để cho nói. Nói giống chị nãy giờ nói thôi. Ừ. Ê, tôi đi vệ sinh chút xíu nha. Vô vô thế xíu đi. Biết thắng gì giờ? Thì chỉ nha tương tác nói qua nói lại mấy combo á. Ok. Ok, bây giờ là mình thay thay chị nha, chị có người bộ một xíu. Giờ chị đi rồi ăn xúc xích đi chị hả? À, Mỹ Chi muốn ăn xúc xích, hot dog chứ không phải là xúc xích nha Mỹ Chi. Giờ Mỹ Chi muốn ăn hot dog vị nào nè, hoặc ăn hot dog vị nào để mình ăn cho. Mất cái đầu của mình rồi, mất. Mọi người ơi mua đi.
Hồng tim bé gà thông lê, em đáng yêu, khanh khờ quân 2011. Quân 2011 đã, bà có muốn mình lên đơn hàng nào không nè, nói đi để mình ghim đơn, ghim sản phẩm nó lên cho. Úi úi. Kim Anh đã tham gia nè. Bà muốn mình lên sản phẩm nào? Ồ Mỹ Chi đâu rồi ta? Anh Linh Cuti đến lên đơn 03. Ok em lên rồi đó mà sao chưa thấy anh đã chốt đơn hàng cho ta? Còn có 5 người ta. Em đáng yêu ơi, em đáng yêu mình có muốn mình tư vấn sản phẩm nào không nè? Mỹ Chi ơi, Mỹ Chi còn ở trong phía live của mình không ta? Hoài An đã tham gia nè. Không biết mọi người có muốn mình lên sản phẩm này không ta? Để coi, lên sản phẩm nào ta? Thánh Linh Cuti. Mọi người ơi, sao mọi người im lặng thế nhờ? Được im lặng vậy chứ. Ăn chân gà đi. Ủa nãy chị nó mới ăn mà ta, bây giờ biết mình được ăn không nữa. Anh không biết có bị nói không nữa chứ. Để chờ xíu, để chờ chị kia vô chị ăn cho. Chị đi ra ngoài một xíu rồi. Đâu hết rồi ta? Mấy cái gì nhỏ nhỏ ở dưới vậy anh? Mấy cái gì nhỏ nhỏ ở dưới vậy anh? Cái nào vậy bạn? Mấy cái này hả? Mấy cái này là hot dog vậy. Hai anh ở hai hàng sợ yêu nha. Sao mà sợ yêu ghê vậy anh? Em chào Nguyễn Phúc Duy nha. Nguyễn Phúc Duy có muốn mình lên đơn hàng này không ta? Nhà này ác lắm mọi người à, mình mua thử giờ nghiện quá, giờ tốn tiền mua thêm. Trời ơi Nguyễn Thơi, bạn làm mình hết hồn luôn đó, mới đọc câu đầu thôi là hết hồn luôn rồi đó. Hello chú, dạ con hello cháu nha Thi Khánh. Sao kêu chú ghê vậy, mới còn nhỏ mà. Nguyễn Thơ ơi, giờ Nguyên Thơ chứ. Nguyên Thơ giờ đâu có gì mà tốn tiền ghê vậy. Bên nhà HCT mình là rẻ bán có mấy chục ngàn chứ đâu có nhiều đâu, mà nếu mà đến mấy trăm thì cũng chưa tới 200 mà đã gần hết rồi. Có combo mix 6 loại á, anh mà có tất cả trên đây luôn, mọi thứ được hai loại, có cả chân gà luôn. Mà hồ lô bên mình đang hết nha, nếu mà các bạn có mua mix 6 loại thì bên mình tặng thêm hot dog ở đây 3 đến 4 cây. Chú già quá nên con chào chú. Trời ơi chú gì mà già, chả mới có cần trẻ mà. Anh có combo nè không? Có combo số 1 đó bạn Nguyễn Phúc Duy ơi. Combo số 1 mình nghĩ là lời nhất á, là mix 6 loại luôn, có hot dog nè, 4 vị hot dog nè, chân gà mà hồi lâu mình hôm nay về chưa kịp nên hot dog nha. Chú trẻ dữ chưa? Trời ơi sao Thi Khánh này? À Thị Khánh chứ. Còn trẻ mà. Trời ơi, nói chú nghe sợ quá. Ok rồi, em sẽ đặt. Ok Phúc Duy nha, đặt cho mình đơn hàng combo mix 6 loại đơn số 1 á, nghĩ đó là hợp nhất á. Ok rồi, em sẽ đặt. Ok. Ở anh có những chân gà về gì? Bên mình chỉ có chân gà vị thảo mộc rồi thôi nha. 18 vị thảo mộc phụ 48 tiếng luôn nha, nặng 38 gram, ăn rất là ngon luôn và rất là nặng luôn, rất là hời luôn. Đó chú già rồi nên chú đọc sai con kìa. Ok mắt bị lẩm cẩm nên đọc sai á. Hello tôi đã quay trở lại rồi đây. Ok giờ mình trả lại cho chị đó nha. Sao vậy, nhiều người comment quá, nhiều người comment mới đọc không đọc hả? Hot boy rồi, đây là hot boy của bên tôi nha mọi người. Không có vị mật ong mà ăn. Không có vị mật ong mà ăn. Có bị mật ong không? Không má. Ủa,
Bên mình thì có vị bò gác bếp nè, xông khói nè, bắp với lại mala thôi nha, vị cay á. Rồi gì nữa trời, đọc nhiều quá đọc hết vậy trời. Ăn chân gà đi, mấy cái nhỏ nhỏ dưới đây là gì vậy? Những hot dog này. Hot dog nha, hot dog chân gà nè. Đó, nhà này ác lắm mọi người ạ. Mình mua thử nghiệm quá giờ tốn tiền, ghim nó lên cho chị giùm đi. Nè, ghim sản phẩm. Ghim không, ghim của mình á. Ở anh có cái chân gà vị gì? Chân gà vị thảo mộc ủ vị nha. Trời đọc không kịp mọi người ơi. Chị ơi ăn thử chân gà. Mới ăn cái luôn á. Ăn rồi có muốn ủng hộ giùm không? Mới ăn cái luôn nè, còn xương luôn nè, thấy không? Trời ơi. Giờ mọi người muốn em ăn gì nữa nè? Ăn cái khác đi, ăn chân gà mới ăn xong có tức thì luôn rồi đó. Mọi người ha. Ai mấy giờ có anh chị nào mà mình ở trong cái phiên livestream nãy giờ không? Đó, mình thấy em ăn chân gà nghe rụp 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 không? Nhớ hai chân gà bên em ngon lắm, mọi người mua thử đi 10 cái gì ăn. Hai giá gốc 120.000, hôm nay trên phiên live em giảm còn bao nhiêu? Dưới có 109.000 à. Mà 10 cái chân gà 109 là rẻ gì nữa, đúng không? Rẻ mà, tôi thấy rẻ mà ta. Ủa, chứ sao nữa? Nhưng mà nó cái ý là ở đây là hàng có thương hiệu. Ha, có thương hiệu rồi có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chứ không có phải mấy cái hàng order bên Trung Quốc đó mọi người. Hồi đó tôi order bên Trung Quốc với cái chân gà về nó bị gì biết không mọi người, mới bị phồng cái bịch ra là nó bị hư, nó bị nóng quá nó bị hư á. Còn bên em mà đảm bảo nha, nên hàng Việt Nam chất lượng cao luôn, ok chưa? Cún nha, anh chốt hả? Cảm ơn anh Cún nha. Anh Cún, anh chốt. Có nãy có một cũng có một bạn chốt rồi. Cảm ơn nha. 1, 2, 3. Giờ chị ăn, em mua cho chị 10 cái chân gà đúng không? Chị ăn thêm cái nữa. Ôi cuộc đời tôi, trước khi tôi ăn chân gà thì á, tôi sẽ giới thiệu sơ, ok chưa? Em này là chân gà thảo mộc, được ủ đến 18 loại thảo mộc và hầm trong 48 tiếng đồng hồ lận ha. Nhưng mà em này vẫn không mất cái độ gọi là dai từ thịt nè, giòn nè. Đó, và bên ngoài có một cái lớp collagen trong suốt, có cái lớp đó là từ cái chân gà nó ra luôn mọi người ơi. Thơm cực luôn nha, thơm lắm mọi người, ăn thử đi. Tôi ăn tôi thấy ngon, nó lại nó hơi cay cay, nó bắt cái miệng lắm. Gia vị nêm nếm cũng ổn định nữa. Trời tất mà là ngon nha, nên mua, là một sản phẩm rất đáng nên mua nha. Ăn đi chị kìa. Dạ ok. Trời ơi, vô sao hả? Tôi sao chưa thấy là cũng được thấy ăn hả? Rồi đúng rồi. Tại giờ mọi người ơi, tôi thấy bây giờ có đúng một đơn thôi đó mà tôi ăn đến 3 thứ rồi đó mọi người. Và ăn thêm cái nữa nha. Rồi, cái này mọi người xé ra như thế này nè, ở đây có một cái bao bì. Nhớ là cái bên này của tôi á là của em á mọi người, là được đóng gói trong môi trường vô trùng, và cái bao bì này được nhập từ nước ngoài về rất là xịn nha. Trời ơi, ăn chắc lỗ vốn chết luôn á. Lỗ vốn thiệt đó chứ. Lỗ vốn mới chứ. Nó kêu ăn quá trời rồi, tí nữa ăn hết đó hả? Mới ăn hết đó rồi, thôi bây giờ ăn hết đó không ăn chân gà được không? Nhưng mà ăn là phải mua đi chứ. Tôi đứng 2 tiếng đồng hồ lượng đó mọi người. Ăn phải mua đi chứ. Tí nữa chị ăn hết đó đi. Ăn chân gà đi gà sao phải ăn chân gà không vậy? Tí nữa ăn hot dog đi, được không? Ăn chân gà, ăn hot dog đi, ok. Giờ muốn ăn hot dog vị gì nè? Chỉ luôn đi, chỉ luôn. Lên luôn. Giờ ăn chân gà gì? Ăn hot dog vị gì? Giờ chọn vị gì đi. Ở đây có vị cây mala nè. Vị cây mala thì nó vậy nè mọi người. Đó. Nó nhìn nó hung dữ ha, nhìn nó đổ một cách hung dữ luôn mà nó dịu dàng lắm nha mọi người ơi. Nó dịu dàng ha. Dạ. Nó cây hiền từ, nó cây dịu dàng thôi nha mọi người ơi. Rồi ha, còn cái vị bắp thì nó có trái bắp thiệt, còn xâm khối tôi mới ăn rồi. Còn bò gác bếp thì mọi người muốn tôi ăn thì tôi ăn. Bắp hả? Cây hả? Từ từ nha. Màu đỏ hả? Vị cây ha. Cây mà lai. Màu cam, màu gác bếp, đúng rồi. Bò, đây là bò nha, cái này là làm từ bò nè. Cái này là bò gác bếp, còn cái này là heo rồi vậy, không biết nữa. Tóm lại là trong bay nó người ta có trộn gì đó. Nhưng mà tóm lại là 50% là thịt thiệt nha mọi người. Nhưng mà cái này là bò nè, full bò đúng luôn rồi, đúng rồi. Ừ. Rồi ăn cái gì? Ăn cái gì nè? Ăn cái gì là phải mua cái đó hay chưa? Ăn cái gì là phải mua cái đó?
cây đúng không? Đòi gác bếp chị ơi kìa, cây đi em tìm cho. Rồi ăn cây ha. Để cây đi. Lên cây. Ăn từ từ với má ơi. Chưa có hết like nữa, tôi like đến gần 1 giờ lận. Nè cây thì nó vậy nè mọi người, thấy không? Nó cái này nhìn nó không cay lắm nè. Tôi muốn ăn nó cái vị cay cay nữa. Đó, mọi người thấy cái này không? Ngon không? Nhất về nhất. Ăn nghe. Cái gì? Cho anh kia cây đi chị nè, thì đang cay nè. Lên hộp 20 luôn đúng không? Lên hộp 20 luôn nha, hôm nay nhớ nha, mua cho tôi á. Như thế nào một hộp 20 cây đem về tay 25 cây lận nha mọi người. Hai giá chỉ có nhiêu đó thôi, 120 mấy nghìn đó. Rồi ăn cây nha, xé ra. Cái cây này thì mọi người ăn phải cẩn thận. Tại trong này nó có cái sốt cây á, nó sẽ làm dính lên quần áo của mấy chị á, nếu mà mấy chị không có ăn cẩn thận nha. Đó, tôi sẽ ăn giống như là đó. Mời mọi người ăn nghe. Đó, cái cây đó như vậy nè, ngon lắm nha. Thơm mà không có bị cay. Có à. Cay nhìn cay thôi chứ nó không có cay, nó thơm. Ngon quá trời, ngon dữ á. Biết mọi người nghe được cái vị nhai không? Nghe không? Nghe chứ, nghe được bột bột. Tôi nghe cỡ đó mà mọi người không nghe nữa là xỉu á. Nó cay nhẹ à, ngon lắm. Chị cho cái anh kia ăn cay đi chị. Ê, còn biết là ăn cay nè. Đó. Ăn cay hay là ăn cay á? Ăn cay, ăn đi, ăn giùm đi. Thèm quá. Đó, cho rồi đó. Hết rồi nha. Mua giùm tôi cái combo này đi. Ê mà ngon nha. Ê, cái mà la đợt sâu nè, thấm hơn cái đợt thấm đầu. Cay hơn đúng không? Đúng rồi. Cái cây mala đợt sau này ngon lắm mọi người. Mấy chị nào thích ăn cay ăn thử đi. Đợt đầu là cái chị kia kêu con chị 4 tuổi còn ăn được nữa. Mà đợt này là con chị hết ăn được rồi. Đợt này chắc thấm vị hơn hay sao á. Một ca một cái rồi tiền ship nhiêu má. Hôm nay có đi một ca hay gì không? Dạ không vậy. Không luôn. Hôm nay bán bình thường thôi. Mấy nay lỗ quá rồi. Sắp cho nghỉ luôn cái vụ mà live stream mà mọi người. Nên là mọi người yêu thương tôi thì mọi người mua cho tôi 2 deal đó đi. Từ đây đến cuối live stream mà tôi không được 5 deal rồi tôi á, tôi bị nghỉ luôn đó mọi người. Bây giờ là được mấy deal rồi, 1 deal hả? Để coi coi. Ngon quá luôn á mọi người chưa ơi. Chưa có deal nào chứ. Chưa có deal nào luôn hả? Trời ơi, chưa có deal nào hết mà tôi ăn đến 3 2 gì? 2 cái hot dog rồi mọi người ơi. Chưa có deal nào luôn. Nay deadline của tôi đến 5 deal lận á, mọi người mua cho tôi mấy cái deal nhỏ nhỏ cũng được. Mua cho 20 mấy nghìn á. Lên deal 5 năm đi. 5 cái hot dog mà la đi. Nhiêu tiền vậy chị? Vậy giờ chị muốn mua bây giờ, ý là một hộp là 20 cây hot dog. Nhưng mà chị muốn mua ít á thì chị lấy cho em 5 cây ăn thử ok chưa? Còn muốn mua vừa vừa mình ăn nhiều quá thì mua cho em 10 cây. Còn mua một hộp á thì là 20 cây thì em tặng cho thêm 5 cây nữa là được 25 cây đem về ăn. Đó, muốn mua ít có ít, muốn mua nhiều có nhiều, muốn mua vừa có vừa. Mọi người để lại comment giúp cho Duyên đi ạ. Rồi, tôi không có deal nào mọi người ơi. Nói gì ơi, mau chốt đơn giúp em trong phiên live đi ạ. Em còn có đúng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là em tắt cái phiên live này rồi đó. Nên là mấy chị hãy mau chóng mình chốt đơn giúp cho em đi. Mọi người mua giùm em đi, mọi người ăn quá giờ ăn không rồi. Bao nhiêu tiền một hộp ạ? Rồi, như hồi nãy bạn đó. Thấy không, một hộp mà hộp nào nó cũng giá giống nhau luôn á.
Một hộp á thì giá gốc là 100 đây. Một hộp đâu? 10 cây. Ủa, một hộp đâu rồi? Di Minh chưa? Ở đây, một hộp 20 cây giá gốc 180.000, hôm nay sale còn 159.000 ha. Đó, hộp nào cũng đồng giá 159.000 hết luôn. 208 một hộp mà giờ hạnh 159 hết luôn rồi, hốt mua 159 là mua hết trơn. Hộp này, hộp này đem về mua 20 cây đem về 25 cây, ok chưa? Ha. Nhớ ha, 159.000 mà được free ship các thứ nữa là quá hồi luôn á. Mua về ăn đi ngon lắm thề. Ăn từ từ ăn mì gói được không? Được luôn nè. Đó, ăn mì gói, ăn cái cơm. Mì gói đúng á. Ăn sandwich cũng được. Tới mà ăn bánh mì kẹp gì đó, tới mà là ăn búp la muốn ăn gì ăn, không cũng được nữa, ok chưa? Ha, mì gói nước cũng được, mì gói khô cũng được. Để làm bây giờ ăn mì phải có thêm một chút topping nó mới ngon đúng không mọi người? Ăn không thì sao ngon? Đó, nên mua về để topping đi, ngon mà. Ngon lắm. Thì hiện tại là nếu mà mọi người mua trên phiên livestream của em thì sao? Ủa, cái cây này bị hư rồi. Hư à? Nè. Ủa sao vậy? Hôm nay mọi người nếu mà mua trên cái phiên livestream của em á thì mọi người sẽ được hỗ trợ giá rất là nhiều luôn á. Có phải là mua trên livestream và một ngày á HCT Family Food chỉ có đúng 1k để livestream thôi mọi người ơi. Ha, chỉ có đúng 1k để livestream thôi. Ơi mọi người nhanh chóng mình chốt đơn lên livestream giúp vậy. Nhanh chóng chốt đơn giùm em đi. Có bán bạn không mua luôn có luôn. Chị ăn biểu diễn đi là sao trời. Chị tặng 5 cây ạ. À, đúng rồi, mua một hộp thì tặng 5 cây nha. Nhớ nha, một hộp giá 159.000 ha, loại nào cũng vậy hết. Bấm vô giỏ hàng lướt lên lướt xuống là mình thấy đầy đủ ha. Muốn mua 5 cây cũng có, muốn mua 10 cây cũng có, và muốn mua một hộp á cũng có luôn. Mà mua hộp thì mình hồi hơn, mình được bên chị tặng thêm 5 cây nha. Nhanh tay chốt đơn giùm đi. Trời ơi, trưa trời trưa trật rồi. Chốt đơn đi, 5 deal thôi chứ nhiều. Mỗi deal mua deal 5 cái đi cũng được bộ. Mua 10 cây nè, 39.000 nè, 5 cây hết đó. Ở có nhiêu tiền đâu, mua 5 đơn cho chị đi. Không có mua 5 deal là mất mấy một năm đâu. Trời ơi, hôm nay là Long Thể bất an mà còn phải đi năn nỉ nữa thấy không? Sao á? Ôi chị quá, mua đi mọi người ơi. Không ai lên tiếng. Nhanh tay chốt đơn. Nhanh tay chốt đơn. Nhanh tay chốt đơn. Mày tôi đứng 2 tiếng tao quá mệt mỏi rồi nè má ơi. Trời ơi, Long Thể bất an đứng 2 tiếng hồ. có cái nào chịu nổi không? Rồi ha mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn giùm cho tôi giờ. Mua đi ngon lắm nha, em ăn xùi. Rồi cảm ơn cô okay. Bé xí sọn nghe hài. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn giùm đi đi, quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cái này mua là không có hối hận đâu nha, thiệt luôn. Mua là không có hối hận đâu, tại vì sao quá ngon luôn á mọi người. Hot dog này là 50% là thịt thiệt mà. Ăn nó rất là ngon và juicy, nó rất là kiểu mọng nước á mọi người. Ha, rồi sau đó là mỗi cái hương vị nó sẽ có một cái bản sắc riêng. Cái vị nó ngon khó tả, nó ngon giống như là thật á. Thật. Nhanh tay chốt đơn nha mọi người ơi. Nhanh tay chốt đơn. Nhanh tay chốt đơn. Nhanh tay chốt đơn. Trời ơi, tôi gào không nổi mọi người. Nhanh tay chốt đơn mọi người ơi. Nhanh tay chốt đơn giùm em trong phiên live này ha. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hay là muốn em để lại comment á, ở muốn lên cái combo nào trong giỏ hàng thì để lại comment ha. Đừng đứng nhiều bị giãn tĩnh mạch nè. Bây giờ anh còn lấy bắt đứng thì phải đứng thôi. Đúng rồi, đứng còn 53 phút. 50 phút chị xuống rồi. 50 thì là 43 đó. Ờ vậy hả? Trời ơi mọi người ơi, tôi còn 43 phút nữa. nghe nó gần mà. Ấy lộn, nghe nó lâu quá mọi người. Nghe nó lâu mọi người. Nên đi cho chị sớm đi. Chị sớm 15 phút đi. Chị chạy về đi làm kịp luôn. Nhanh tay chốt đơn, sẽ là chim chốt đơn, thả tim chốt đơn. Mời mọi người chốt đơn. Rồi mọi người đơn. Chốt đơn. Rồi chốt đơn trên phiên này đi mọi người ơi. Ha, quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn à.
Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giùm em trong phiên live này ha mọi người ơi. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình để lại comment giúp cho bên em, ok chưa? Và hiện tại em alo cho mình đó chính là cái combo Holy combo Mix đi. Bán combo Mix đi. Mix thấy ok hơn đúng không? Mời Mix 6 loại. Follow, follow em cho em xin một follow đi. Hôm nay em không có deal 1k nên là em không có kêu mọi người đẩy follow hay gì lên giùm em được hết trơn á. Nhưng mà mọi người hãy đẩy follow đi, thả tim đi. Để chừng nào mà sếp em hết nó nguôi ngoai cái nỗi gọi là bán ế á, thì sếp em sẽ họ cho lại deal 1k cho mọi người, ok chưa? Ha, đăng follow thả tim đó, rồi nhớ follow giùm em, comment tương tác nhiều vô ha. Sếp em nó nguôi ngoai cái nỗi gọi là bán ế của em. Hello gái rượu, hello ý tiên, hello Thanh Trần, hello mẹ yêu, hello Jessica Hà. Ố chị Jessica Hà nè, em chào chị. Cả tuần rồi chị em mình mới gặp lại nhỉ. Từ cái hôm trung thu tới bây giờ. Đấy lại là hôm qua em có một cái phiên live nữa. Nhưng mà do là em bị long thể bất an. Hôm qua mọi người đi đường có bị mắc mưa mọi người. Rồi hôm qua tôi có việc, buổi sáng tôi nằm luôn. Xong rồi buổi trưa tôi mới đi làm việc đủ mọi người. Trời ơi mưa mà nó muốn bay cái xe luôn, mà cái thân hình 55kg này mà nó còn muốn bay đúng mọi người. Chị xinh quái. Cảm ơn em. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên live này ha. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình đã lại comment giúp cho bên em, muốn em hỗ trợ ăn sản phẩm nào đó để cho mọi người em test sản phẩm ấy đâu, vì sao ta em ăn thử để cho mọi người biết cái cảm nhận á, xong rồi mọi người mua về nó tin tưởng hơn thì mọi người để lại comment em sẽ ăn thử ha. Nhưng mà nhớ là mình phải mua ủng hộ em nha mọi người, chứ không có kêu em ăn xong rồi á nó đi luôn nha mọi người, chứ em ăn hết chứ vậy là sếp lỗ rồi, sếp chửi á, chửi dữ á, cho nghỉ làm luôn mọi người ơi ha. Nhanh tay chốt đơn đi, người Việt ủng hộ đồ Việt mọi người ơi, đừng ăn đồ Trung Quốc. Đúng rồi vô nơi 10 điểm vô nơi, hợp lý 10 điểm luôn vô nơi ha. Mà cái đồ Trung Quốc có đem về á, nhiều khi hàng nó về cả tuần mới về đúng không? Bên cái chắc... hộp này nó phòng nó luôn á, nó hư á mọi người, rồi sao nó đền như mình đúng không? Sao đền bên mình chắc được là 2 ngày là trong thành phố là chắc có sản phẩm. Đúng rồi, không bây giờ đặt là cho giờ sáng mai là có, hoặc là chiều là có luôn rồi đó. 2 ngày là trễ, là trễ nhất không, mà thường đặt là đặt sớm, nếu bây giờ này là giờ chiều là sáng mai là có, mai là có rồi. Tóm lại là trong nội thành Hồ Chí Minh là có sớm ha, còn ngoại thành thì cỡ cao lắm cho 2-3 ngày. Đúng rồi, trời cao lắm 2-3 ngày thôi mọi người ơi. Bên tôi gói hàng rất rẻ lắm, bên tôi gói hàng rất rẻ lắm, mà tại vì ý là bán ở nhiều cái sàn, nhưng mà sàn của mình TikTok là ít người mua nhất đó mọi người. Mọi người ủng hộ tôi đi. Jun ơi, Jun thử mua cái combo số 1, combo Mix 6 lại á. Với lại đúng rồi, mua thử ơi. Với lại sắp tới là tôi có làm clip content á mọi người, có gì bấm xuống clip, bấm thả tim đi comment cho tôi nha mọi người. Đó, tôi làm clip content. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên live này. Trời ơi, 61 người đang coi. Wow, trời tới giờ tưởng còn có mấy người đang coi với tôi làm khùng làm điên mọi người ơi. Mọi người cứ chốt đơn đi. Đúng rồi, cái combo Mix 6 này quá là ngon quá luôn á. Là mình tức là mình ăn cái này chán rồi đúng không, thì mình muốn đổi vị là mình có thể đổi vị ngay lập tức luôn á mọi người ha. Còn mình muốn ăn thêm chân gà cũng được, chúng mình là thích cái gì bốc trúng cái gì ăn trúng cái đó, ok chưa? Mà sản phẩm bên mình ngon mà đúng không ạ? Rất là ngon luôn á, nhanh tay mình chốt đơn chốt deal giúp em đi. Nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn giúp em trong phiên này nha mọi người ơi. Hiện tại quá trời là ngon rồi, hot dog thì đến á ở 50% là thịt thiệt, rồi có hàm lượng omega 3 rồi các thứ nữa. Có phải là đây một thực phẩm ăn nhanh ăn liền nhưng mà nó không làm hại cho sức khỏe. Còn cái này không cần nói nữa, cái này là cái như là một liều thuốc ha, cho mọi người luôn á, ăn vừa đẹp da vừa tốt cho sức khỏe, ngại gì không ăn đúng không, mà còn ngon nữa chứ. Bình thường uống mấy cái thuốc đắt đắt thì chết, bây giờ mọi người thử đi, ăn cái này là giống như là mình uống thuốc bắc vô vậy đó. Mà nó ngon mọi người, thơm mà nó ngon mà nó mặn mặn vừa vừa đó, mà là tất cả mọi thứ á nó dung hòa nhau và nó nhai sừng sực nữa, rất là vui miệng nha. Bữa chị mua rồi, hot dog HCT ngon lắm, em cảm ơn chị nhiều nha. Thấy phiên like của em nào mà có em mua nha, chị mua ủng hộ em. Chị Jessica. Trời ơi, chị Jessica là khách quen nè.
chị mua chân gà ăn đi chị, chân gà ngon mà. Hôm nay chân gà cũng đang có phiên dịch khuyến mãi giảm giá đó. Chân gà cũng ngon không kém bằng hot dog đâu chị ơi. Đúng rồi, chân gà ngon. Không, em thấy ở đây em đánh giá hot dog ngon nhưng mà em thấy chân gà ngon hơn. Đúng rồi. Hot dog thì ăn hai cây là nhín ngán rồi đó mọi người. Tại vì cái này mình mua về mình trữ trữ mình ăn vui vui vì mình ăn, mà chứ đâu phải mình ăn một lần hết đâu trời. Ăn một lần hết chắc anh chắc ăn không nổi đâu. No dữ. Quá no lắm á. Ăn cầm hai cây hot dog là em thấy no no rồi đó. Nhìn em mập vậy thôi chứ em ăn yếu. Em hấp thụ tốt á mọi người. Ha. Đó, em cảm ơn Nguyễn Duy Kia đã thích phiên live nha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn, chốt deal cho phiên live giúp cho em đi. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn á mọi người ơi. Đang coi luôn rồi. Ủa thiệt đó hả? 132 người đang coi. Gì dữ vậy trời? Gì 132 dữ vậy trời? Dữ vậy, em chào 132 người theo phiên live này ha mọi người ơi. Em chào mọi người ha. Nhiều người coi thì các bạn phải mua đi chứ. Để chụp một tấm selfie nè. Thấy hả? À. Trời ơi trời, nhắn tin hoài con kia. Chưa à? Em chào chị. Chụp đi được rồi đó. Không có thấy đường. Nhìn là nhìn có giải trơn không mọi người? Mày đừng có nhắn nó kia, cái con kia, cái con cô bé xí xọn kia. Tao chụp một tấm hình mà cái gì mà Zalo nó báo hoài luôn đó. Rồi nhanh tay chốt đơn chốt deal đi mọi người ơi. Thảo Uyên em chào chị. Chào Thảo Uyên nha. Chào Thảo Uyên nha. Trời ơi mọi người ơi, quá là trời rồi. Hôm nay 100 bao nhiêu? 132 con người đang ngồi coi em ngồi nó xàm nó nhảm. Mà không ra đơn là chắc em xỉu chết luôn á mọi người ơi. Nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên live này đi mọi người ơi. Nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi. Quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn á. Và hôm nay nhớ em thông báo với mọi người là Relax đã về luôn rồi ha. Đó, sau bao nhiêu ngày mấy chị hỏi han thì hôm nay Relax của em cuối cùng cũng đã về rồi. Cái Relax của bên em á thì hôm nay nó là dĩa hồ lô ha. Hồ lô phô mai cho em. À, trong cái Relax này mình sẽ có cho em 4 túi hồ lô, mỗi túi sẽ có 2 viên hồ lô ha. Và kèm theo đó là một túi phô mai bột như thế này nè, thơm lắm. Cái Relax này thơm kinh khủng khiếp luôn á mọi người. Thơm lắm luôn á, cái Relax này nè. Đó là mọi người hãy nhanh tay chốt đơn ngay lên Relax cho chị đi. Chào em đi chị, chào em. Chào Thảo Nguyên nha. Chào toàn thể mọi người. Tôi tên thiệt là Thảo Duyên á. Chị Thảo Duyên chào em Thảo Nguyên nha. Rồi nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi mọi người ơi, quá là hồi luôn á. Lên Relax giờ. Rồi. Sau bao nhiêu ngày mọi người trông ngóng thì hôm nay cuối cùng Relax của tôi đã về rồi ha. Giá gốc trên 120.000 ha. Hôm nay chơi phiên live giảm còn 109.000 thôi. Được 10 hộp đem về cho con cái ăn là mình ăn cũng thấy ngon đó nha mọi người, thơm lắm. Cái túi phô mai của nó là đỉnh của chớp luôn á. Giờ thích thì mọi người cho cái này trộn với mì gói cũng ngon luôn nha. Ê, cái này trộn mì hơi bị đỉnh nha má. Ấy là mình quăng mấy, ý là mình không lắc lên ăn đúng không? Mình cho mấy cái viên hồ lô này cho vô mì trộn. Xong rồi mình cho cái gói bột phô mai mình vô rồi mình trộn đều với mì, trộn hơi bị đỉnh luôn á. Trời ơi, cái này hơi bị đỉnh nha. Mà giá gốc là 12.000 cho một hộp thì hôm nay Jeffrey Lai bán ở đâu đó 10.000 mấy à, 10.000 rủ à. Quá rẻ luôn á mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi ạ. Nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi. Trời quá là tuyệt vời, có 109.000 thôi. Được free ship không? Được free ship luôn, ok chưa? Kem Relax này ngon kinh khủng khiếp luôn á mọi người. Thời cái này mà trộn với mì là ngon lắm luôn á. Bữa em có đặt 20 cây hot dog vị bò gác bếp về rồi, ngon lắm. Cảm ơn em Thảo Uyên nhiều nha. Cảm ơn em Thảo Uyên nha. Ở đây còn có một người tên Uyên nữa đó. Cô bé xí xọn ơi. Ở đây nhiều anh chị tên Nguyên, tên Duyên, tên Nguyên quá ha, tên Uyên nữa. Rồi, chào toàn thể mấy anh chị tên Uyên, tên Nguyên, tên Duyên, tên Duyên, tên Nguyên nha. Rồi, chúc mọi người có một ngày siêu cấp tốt lành nha mọi người ơi. Ha, rẻ thế, cảm ơn nha. Trời ơi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn giúp em nha mọi người ơi. Ha, nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình để lại comment giúp cho bên em ha. Chết rồi, hình gì quá mọi người ơi. Chắc phải chụp lại mấy tấm á. Có mấy tấm đẹp á mà bị che cái con số mất tiêu rồi. À, chắc em chụp lại một tấm hình như này cái lượt số follow này đó. Thấy vừa phải chưa mọi người? Thấy em ở chơi có một độ cao vừa phải chưa? Rồi.
Đó. Rồi ok, nhanh tay chứ. Ê, sao không cho tôi ngồi ha? Cái ghế màu đỏ đỏ bình thường ngồi cao cao luôn rồi ta. Cái ghế mà không có dựa lưng á. Trời ơi. Đồ này nó có không biết chứ. Nhớ cái ghế mà bữa bình thường chị hay ngồi á, nó cả nhỏ. Ở trên kia ấy, trên kia lận hả? Trời ơi, tôi phải đứng 2 tiếng đồng hồ đó mọi người. Mua cho tôi một đơn đi à. Mua cho em một đơn đi mọi người ơi. Trời ơi, đứng 2 tiếng đồng hồ luôn á. Đẹp à? Cảm ơn chị Jessica nha. Chỗ em á có lại hết bao bì mà 15k một hộp. Trời ơi, 15.000 mà trong khi hôm nay tôi bán có 10.500 rồi mọi người ơi. Tóm lại là mua trên sàn TikTok Shop là rẻ nhất rồi, còn được hỗ trợ phí free ship các thứ nữa. Mua trên đây là quá rẻ luôn. Em thích bị bò gác bếp với hot dog ăn liền màu xanh lá. Màu xanh á. Xông khói. Đúng rồi, bị xông khói. Xông khói nha. Ê, thấy chưa? Ý là có người này người kia. Hôm bữa bé kia kêu là ăn bị xông khói mà ói. Vậy hả? Tại vì nó hơi nồng mùi cây á, mùi gừng mùi son. Tức là mùi, mấy chị nào mà mình không có ăn quen cái vị xông khói á thì mình sẽ thấy hơi khó ăn, nhưng mà cái vị này là cái vị rất là bình thường. Nếu mà người nào không ăn vị xông khói được, ăn vị bắp á, ăn vị bắp là vừa. Ơi, tụi nó nói là vị xông khói dở nhưng mà ăn được có cái vị hoa bắp. Ha, nhưng mà tôi thì thấy vị bắp nó, nhưng mà có chứng minh ở nhà chị á là thấy có nhiều người không ăn được vị bắp, kiểu giống như kêu bắp bắp ở đây nó bị nồng vị bắp quá. Nhưng mà thấy bình thường mà có nhiều người, có nhiều người là thích ăn vị giống vậy đó. Tức là mỗi người một ý ha. Đó, nếu mà mình không thích ăn mắm thì mình né bắp dùng luôn đi, mình lấy ba cái còn lại. Không mà thấy này ngon nè. Đúng rồi, vị cay ngon. Em thích ăn vị nào nhất? Vị cay đó. Hay hả? Đúng rồi. Chị cũng thích cay ăn ăn nhiều có cay cay đó. Cái bò gác bếp thì nó có sụn bò thật nha mọi người. Ha, còn cái này hồi nãy tôi cũng cắn trúng sụn bò mọi người, nó sực sực chút xíu nhẹ nha. Ngon nghe đó mà là ngon nha. Nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em vậy, cho em một đơn đi. Trời ơi, hôm nay không một đơn rồi luôn mọi người ơi. Trời ơi, màn quay lại sau trung thu thật là hoành tráng. Rất là bất ngờ luôn á. Thứ nhất là được đứng nè, thứ hai là được được không đơn. 10 điểm không có nhân luôn. Mua giùm cho em một combo đi mọi người ơi. Trời ơi. Rồi sao tự nhiên nó nhảy lên 100+ người được nhờ em. Chào 100+ người đang coi nha. 130 người luôn. Ghê quá à. Sợ me. 130 người mà không ai mua được một đơn ta. 120 người chắc là ảo ảnh trùng gian á, nên là người ta không có tiền tiền của thế gian này để người ta mua. Sợ me quá à. Rồi em chào toàn thể 120 người coi ha. Và em xin chào mấy chị khách cũ, coi như là khách mới, và những anh chị ở phía trên. Trên trên. Không biết có thật hay không hay là ảo ảnh trùng gian. Rồi ha, hiện tại em đang lên cho mình đó chính là combo mix. Combo này là như thế nào ạ? Mình sẽ có cho em 6 loại hết thực ảnh hết HCT Family á, mix vô luôn ha. Đó, mình sẽ có cho em đó chính là 2 cây hot dog vị bò gác bếp nè, 2 cây hot dog vị xông khói, 2 cây hot dog vị bắp, 2 cây hot dog vị cây mala ha. Mình sẽ có tổng cộng 8 cây luôn. Rồi sau đó mình sẽ có cho em là 2 chiếc chân gà thảo mộc ủ vị nữa, và có thêm cho em đáng lẽ là 4 cây hồ lô á, chắc là bù thêm cho mình thêm 2 cây hot dog random nha, vị random cho em ha. Nhưng mà nếu mà em muốn lấy thêm vị gì nữa thì mình để lại comment giúp cho em, để lại cái phần note á, để cho bên em biết xin thêm một cây, tức là thay vì random thì bây giờ cho em thêm một cây vị gì đó, thì chắc là công ty em cũng sẽ cho bình thường thôi ha. Rồi Nguyễn Tùng ơi, chào Nguyễn Tùng nha, chào mọi người ạ. Quá rẻ luôn mọi người ơi. Rẻ quá mà không ai mua, ta lên mấy cái combo 5 cây. Thế ra mua một hộp 20 cây thấy có lời hơn, được tặng thêm 5 cây nữa. Đúng không? Nhưng mà cái đó lớn quá, nhiều người mua. Người ta mua mấy chục à? Ô, lên vị cây mala đi. Cái relax này ngon lắm nè. Mua đi mọi người, thề phô mai thơm lắm luôn á. Cái này mọi người á, đổ ra hết xong mọi người lắc lên vậy nè. Ăn lát nữa nó thấm phô mai ngon lắm, trộn với mì cũng ngon nữa, ngon lắm. Thề mọi người nên mua cái relax này đi. Relax này được em bán được kinh khủng khiếp hết hàng luôn á mọi người. 12 hộp, cái này con nít nhỏ cũng ăn được, mọi người lớn cũng ăn được ha. Không kén ai hết, ok chưa? Cái này không kén ai hết luôn ha. Đó, rất là ngon luôn. Nhanh tay chốt đơn chốt deal chim đi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi, ngồi nói nãy giờ mà đến 12 giờ 23 rồi đó hả?
Trời ơi, 12 giờ 23 đó mọi người. 200 người coi luôn rồi. Không ăn mua hết ta. Kỳ với ta. Lên lấy công này về vậy. Rồi mọi người ơi, chốt đơn, chốt đơn, chốt deal giùm em đi ạ. Mau chốt đơn, chốt deal giúp em đi mọi người. Quá là tuyệt vời luôn. Quá là tuyệt vời khi mình gặp nhau. Nói câu xin chào. Trời ơi, không có ai comment luôn. Trời ơi, 237 người coi. Rồi đừng, đừng, đừng. Trời ơi, Hoàng Anh nó chạy ạt đúng không ta? Nó chạy ạt mắt nè. Mình hãy vô coi nhiều thì thôi kệ đi, để chụp một tấm hình nè. Lâu lâu được một bữa không ai. Ê, để tôi đổi một cái icon được không mọi người? Cái coi icon này Hoàng Anh nó chọn xấu quá. Mạnh nó hơi bóp chưa? Ồ, nó chỉnh, nó không có biết lựa cái nào đẹp đẹp á. Rồi mọi người đợi em chút xíu nha. Đây cái này nè. Có không vậy ta? Coi thử đẹp không? Coi thử đẹp không? Chị coi thử trong máy. Coi thử đẹp không? Đó, dễ thương hẳn lên. Dễ thương hơn, có môi son hơn đúng không? Trời ơi, lưu lại giùm cái đi. Cái gì mà ơi, bấm giùm cái lưu coi. Lưu chưa? Ngứa quá. Rồi. Ngứa. Ngứa quá. Được chưa? Nó lên son mà đẹp hơn rồi đúng không? Trời ơi, cái kia cái gì đâu mà nhìn không thấy cái son gì hết trơn á. Bóp mặt cho nữa. Rồi được rồi đó. Rồi view đang đẹp nè. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn á mọi người ơi. Mỗi chân nha. Mỗi cái ghế màu đỏ chứ. Quá là nghiệt ngã với tôi rồi. Rồi mọi người ơi, mau chóng chúc đơn cho em rung chuông nè. Trời, hôm nay cái chuông nó bị vấn đề rồi má ơi. Để làm sao? Đứa nào rung dữ quá đúng không? Sao mà nó bùm 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 nè. Bữa tôi nhớ tôi cầm bình thường mà. Rung chuông. Mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn, chốt deal giúp em cho phiên live này đi à. Hiện tại những combo này giá quá là hồi cho mình. Mà mình không mua được là coi như tiếc lắm á. Tiếc hụi hụi nha. Giá như Lào và em. Dạ, hiện chị đang hỏi về combo gì ạ? Hiện tại là em đang giúp cho mình combo đó chính là cái em này nè. Ý là nếu mà chị muốn ăn hết tất cả mọi thứ luôn á thì mình lấy cho em cái combo relax. Cái là cái combo mix 6 ha. Còn hiện tại là em đang giúp cho mình đó chính là cái combo cái hộp này ha mọi người ơi. Cái này là hồ lô phô mai túi ha. Hồ lô phô mai túi ngon lắm. Rồi lên cái combo tổng hợp lại giờ. Mix 6 lại chị ha. Ừ. Rồi được rồi. Chị đơ quá vậy trời. Gì đơ vậy trời. Đó lên mấy 6 loại rồi đó anh. Chị Nguyễn Hân ơi à. Dạ ok, bây giờ em lâu lâu em mới được một cái view nó như vậy ha. Một cái view nó 256, 236 người coi. Rồi ha, bây giờ em đang ghim cho mình đối với cái combo. Mấy chị nào mà là khách mới bên em thì sao ạ? Mấy chị nào mà là khách mới bên em thì mình lấy cho em cái combo mix 6 ở đây. Tại vì sao trong cái combo này mình sẽ có cho em á là tổng hợp những cái thứ ở đây. Mình mix 6 loại ha, mình ăn rất là nhiều luôn. Mà giá chỉ có 99.000 thôi, rất là rẻ. Giá là hôm nay em đang giảm còn 99.000 ha. Rồi trong combo này mình sẽ có là gì ạ? Hai em hot dog vị bò gác bếp, hai em hot dog vị sông khói, hai em hot dog vị bắp, hai em hot dog vị cây mala. Ngoài ra trong combo này mình còn có cho em đó chính là gì ạ? Hai kem chân gà hẩm mộc ủ vị. Và có thêm hai cây hot bốn mà chắc là thêm hai cây hot dog vị random nữa. Đó, thì nhưng mà giá gốc là trên 100.000 hôm nay trên Vinlife á, chị sẽ ăn được tùm lum 8 cây hot dog luôn. Với giá 38 cây hot dog, 10 cây hot dog ha, 10 cây hot dog thêm hai cái chân gà nữa với giá 99.000 thôi à. Rất là ngon, rất là rẻ đúng không ạ? Nhanh tay chốt đơn giùm em nha. Hiện tại em còn có bao nhiêu phút mà? 10 phút hả? Ủa, 30, 40, 50 mới xong hả? 20 phút nữa. Chả một xíu nữa thôi.
Em còn 20 phút nữa là em tắt cái phiên live này rồi. Và khi em tắt phiên live này thì giá nó sẽ quay về như cũ ha. Thứ nhất là giá sẽ quay về như cũ, nó sẽ không còn được khuyến mãi nhiều như vậy nữa ha. Thứ hai là khi mà em tắt phiên live đi là sao rồi đó, mấy chị sẽ bị giống như là lần sau là bên em, giống như là mỗi đợt cái phiên live á là bên em sẽ chạy một cái chương trình promotion khác nhau. Và hiện tại là bên em đang chạy cái chương trình đó, đó chính là mua một hộp thì em tặng thêm cho 5 cây ha. Mua 20 cây đem về cho em 25 cây, ok chưa? Mua 20 cây đem về cho em 25 cây ha. Đó rất là ngon luôn á. Và hiện tại là bên em đang có vị là bò gác bếp, là có bò thiệt ha. Đó có vị xông khói là có sự xông khói thiệt. Cái mùi của bên em là kiểu rất rõ ràng luôn á mọi người ha. Vị đó, đó vị đó. Đúng rồi, bắp là có hạt bắp thiệt luôn. Đó, và khi mà mình cắn vào á là trong này nè, trong đây đó là có 50% là thịt thiệt. Ngoài ra là gì ạ? Xúc xích hắc lộn hot dog HCT 50% thịt. 50% thịt nha mọi người. Ngoài ra còn có hàm lượng omega 3 và chất xơ nữa. Nên là đây là một cái thực phẩm ăn nhanh ăn liền nhưng mà không hại cho sức khỏe. Còn chân gà khỏi nói là giống như là mấy chị đang giống như kiểu một liều thuốc cho sức khỏe của mình đó mọi người ơi ha. Bây giờ nha, muốn đẹp da, muốn sức khỏe càng ngày càng tốt thì ăn cho em cái chân gà HCT đi. Tại vì sao? Đây là nó không có phẩm màu hay là chất gì đó tạo vị hay gì hết nha mọi người ơi. Hoàn toàn là ủ đến thảo mộc, 18 loại thảo mộc bí truyền công thức đặc biệt nha mọi người ơi ha. Nên là càng ăn càng đẹp da. Đó là bí quyết của mấy chị ngoài Hàn Quốc ăn chân gà rất nhiều đúng không ạ? Ở Hàn Quốc ăn chân gà nhiều lắm đúng không? Chân gà sầu cây, các chân gà đủ thứ á. Đúng rồi, ngoài ra thì á mình ăn á, bên mình thì không ăn cay giống Hàn Quốc được. Tại vì Hàn Quốc nó lạnh, xứ nó lạnh. Còn bên mình là xứ nóng thì mình sẽ ăn cái loại thảo mộc ha. Đó sẽ giúp da của mình nó đẹp nhiều hơn ha. Nhanh tay chốt đơn giúp mình cũng không ăn cay theo kiểu vị dầu dầu giống như bên Trung Quốc được đó mọi người ha. Tại bên đó cũng lạnh mà. Chỉ có bên Việt Nam rất là Hồ Chí Minh mình nó nóng thôi ha. Nhanh tay chốt đơn giùm em đi ạ. Trời nhiệt mũi quá. Không ai mua là không ai mua. Không có đường là không có đường. Có chờ người xem mà không ai mua vậy ta. Chị Nguyễn Hân ơi, sao chị đâu vậy ta? Chị còn ở trong phim live không ta? Mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giùm em đi. Em đứng 2 tiếng đồng hồ, mọi người phải yêu thương em chứ, đúng không? Mọi người ơi, mấy chị em ơi, đi đâu hết rồi, đi học hả ta? Giờ này giờ nghỉ trưa mà đi học gì? Trưa mẹ. Đi ngủ à? Coi xong rồi là ngủ, ngủ hay là đi học mọi người. Trời ơi, mua cái này ăn đi rồi đi ngủ. Đúng rồi. Ăn giặt vui vẻ nè. Ăn giặt vui vẻ từ nhà HCT, HCT Family Food nha mọi người. Ô, mấy anh chị ơi, mấy anh chị đâu rồi? Mấy anh chị ơi, alo alo alo. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị đâu rồi? Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên live này ha. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình lại comment giúp cho bên em sẽ hỗ trợ ghi sản phẩm và tư vấn trực tiếp trên phiên live này cho mình luôn ha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em gì ạ? Trời ơi. Đứng cái thời gian nó trôi qua lâu ghê hen. Lâu thiệt luôn á. Đừng để thời gian là thời gian. Hơi là hôm qua ngắm nhà nguyên ngày đó mọi người. Ừ, nó dài gì đâu luôn á. Bây giờ ăn nữa thì no. Giờ mà ăn nữa cho cái thời gian nó trôi qua nữa thì tôi no nha mọi người. Giờ mấy chị muốn em ăn cái loại hot dog gì nữa nè. Muốn ăn hot dog loại gì nữa mọi người để lại comment giúp cho bên em đi. Cảm ơn Tiến Lỏ nha, đã thích đã gì đã follow nha. Ê, tôi nghĩ như vậy ngồi nó sẽ đẹp hơn rồi mấy ba, mấy má đúng không? Đứng lên nhìn nó cao quá đúng không? Nó chuối quá. Em đứng mất cái đầu của em không đó. Hết cái tóc em cúi xuống á. Ồ nè, sao nó chuối vô sản phẩm nè. Đại cỡ cỡ vậy là đẹp đúng không mọi người? Ở sao mà tụi mắt đứng chi 2 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi luôn á. Em gửi đến anh giám đốc nhà HCT
thì anh có thấy được cái anh có coi lại được cái livestream này á, thì không phải là do em không có lực hoặc là không có sức để em bán, em cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà do là em mỏi chân quá. Cái concept này không ổn anh ơi, em đứng 2 tiếng đồng hơi mỏi chân. Cho ha, em không phải là dân vận động viên, em là dân ngồi thường xuyên. Cho mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn nhất em trong phiên live này đi à. Rồi ha mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn. Cảm Nhanh. ơn Nguyễn Huy Nguyễn đã thích phim mai ha. Cảm ơn Huy Nguyễn đã thích phim mai nha mọi người ơi. Rồi, vào mọi người ơi, bây giờ mọi người muốn chơi deal giảm giá sau không? Mọi người muốn em chơi deal giảm giá sau không mọi người ơi? Ha, nếu mọi người muốn đi thì mọi người cho em lên được 3k tim đi ạ. 3k tim nha mọi người ơi. Ha, lên 3k tim cho em đi, em bán cho mọi người một sản phẩm gì đó giá giảm giá sau, ok chưa? Còn ai còn có ai trong đây không ạ? À? Còn ai ở đây không ạ? À? Mọi người ơi, có ai trong đây không? Mọi người đừng im lặng như thế chứ. Người chắc phải hát một bài chứ. Ok Người đừng lặng im tới thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim mình yêu thương thật lòng. Gì đó quên rồi. em không biết hát nữa. Na 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 na. Người đừng lặng im tới thế. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi ạ. Trời mọi người ơi, trời ơi, không biết có ai không mà hay là ảo vậy trời. Tôi thấy nó nhảy lên nó đứng luôn vậy, nó không có người lên người xuống vậy ta. Nãy nó chạy cái ạp, nó chạy ạp ảo vậy ta, hay nó chạy ạp ạp mắt không mà trời. Ờ, tóm lại là em bây giờ em không có biết ai là người thật ai là người giả để em chào luôn á mọi người. Em bán mà em bán trong một cái sự gọi là không biết ai luôn á. Rồi ha mọi người ơi, chị Nguyễn Hân ơi, chị đã mua được cái combo nào chưa? Còn em hỗ trợ gì nữa không? Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Mọi người ơi. Người đừng lặng im đã thế, vì lặng im sẽ chết chết con tim mình yêu thương thật lòng. Chưa kể mà chưa kể mà chưa Sao kể chị mà Nguyễn chưa Hân kể. bình luận cái là đi đâu rồi ta? Ồ, thì nó nhảy view lên với chị mất tiêu luôn. Chưa kể mà chưa kể mà chưa kể mà chưa kể. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em giờ. Hôm nay chắc em xuống sinh sớm 15 phút ạ. Mang cái gì về quay clip rồi trời. Cho tôi quay clip là tôi không biết tôi quay cái gì luôn á. Để suy nghĩ nha. Trời ơi mọi người ơi, mọi người nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em đi, không may mời em thắc bính á. Mọi người tin ông ngồi thắc bính thiệt á. Tại không có ai ngồi nói chuyện với em á. Sao đang nói chuyện quá trời cái tự nhiên đọc comment không kịp luôn, cái tự nhiên im ru quá trời trời. Chị im ru hết trơn luôn. Alo. Ê chắc thả ạt ra đi. Thả ạt ra đi chứ ạt này không ổn. Ạt này không có thấy ai là người thiệt hết trơn á. Thấy ai là người thiệt không? Không biết luôn đúng không? Không biết. Không có được rồi, ạp này không có nhìn thấy được ai là người thiệt ai là người giả sao chào, không có dí khách được, không có ngồi năn Vẫn thấy được. Đâu vẫn thấy mà đâu Hiền Trâm ơi, Khuê ơi, Hồng Linh ơi, Hồng không thấy xem vậy nè má, ý là thấy nhưng mà ý là không ai trả lời, tức là mắc 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 ảo rồi, cứ mắc thiệt là ai mà không trả lời mình đúng không? Nãy mười mấy người, nãy có 7 người người ta cũng trả lời mình. thà ít mà có nhiều người nói chuyện vui hơn nhỉ, Hả? thà mà ít người coi á có nhiều người nói Bữa chuyện hôm vui bữa hơn. comment vụ này rồi, kiểu đúng chạy kia không có biết ai là thiệt hết trơn á, không biết chờ ai á. Ủa, tôi lướt một vòng cũng đâu có tới 200 mấy người đâu đúng không? Đúng rồi, lướt không có tới 200 Rồi, Huyền Trâm ơi, Khuê ơi, Hồng Linh ơi, Thụy Đào ơi, Thục Trang ơi, Hương Thủy ơi, Ngọc Tuyết ơi, Hương Thu ơi, Uyển Nhã ơi, Trang Nhã ơi, trời ơi cái gì vậy trời, Như Hoa ơi, Thu Phạm ơi, toàn thể mấy chị ơi, mình có trong đây thật không ạ? À? Hay là hiện tại là chỉ có mình tôi với lại Huy Nguyễn là thật không ạ? À? chắc vậy quá.
Trời ơi, chắc đi hết rồi đó, chạy ạt lên cái đi hết rồi. Có ai ở trong này, trời ơi đó, hên. Xem người, hết xem người được rồi. Gì? Hết xem được rồi. Hết xem rồi đúng không? Không có ai hết đúng không? Đúng rồi, không ai hết. Ủa sao kêu được vậy? À, sao giờ lại được? Mẹ thế. Chắc nãy giờ không có ai thiệt á. Ừ. Em có nè, Du tên là gì? Dương hay là tên là gì kỳ vậy? Em có nè. Ok, chào em nha. Hello, chào em có nè. Ủa đâu vậy? Phải không? Ê, có Dương thiệt nè. Trời, Dương nãy giờ vẫn xem hả? Trời ơi, tôi không biết là ai thiệt ai giả luôn á. Tại cái thằng quản lý, cái ông anh quản lý em bệnh rồi, em set up máy quay rồi đó. Mà em bị về rồi. Bỏ kỹ thuật viên gọi là tập sự. Còn loan tập sự ở đây nó không biết cái gì hết luôn, tôi cũng không biết cái gì hết luôn, chúng tôi bị mù mù tịch rồi đó. Đang đi học việc 39:40 rồi đó mọi người, còn có 10 phút nữa à, mọi người tranh thủ chốt đơn cho em đi, còn 10 phút nữa thôi nha mọi người ơi, tranh thủ chốt đơn giúp em trong phiên live này đi à. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình lại comment giúp cho bên em ha. Rồi mấy anh chị ơi, mấy chị đẹp gái ơi, mấy anh đẹp trai ơi, mấy em cute ơi, mấy em ở gần đó hết rồi mọi người ơi, vô tâm sự với tôi đi, sao nói chuyện với tôi cũng được sao vậy, tôi biết là mình tôi bán ế rồi đó, nói đơn thôi kệ đi chứ sao, chứ không lẽ tôi mua cho tôi hoài, ở nhà tôi full full hết cái đống này rồi, không mua nữa, mua nữa chắc sạc nghiệp, đi làm không có nhiêu tiền mà mua dữ. Mọi người ủng hộ cho em một đơn đi mọi người ơi. Ừ. Ê, không biết ngày 10 tháng 10 bên mình có chạy gì không hen? Chắc có chứ. 10 tháng 10 là thứ mấy? Tuần sau. 10 tháng 10 thứ 3 tuần sau. Mười đừng lặng yên tới thế, vì lần ai ăn chân gà ấy có cái vụ gì đó, cái gì chịu kéo gì đó. Mọi người biết cái trend này không, để tôi chế lại nha. À, ai ăn hồ lô chồng mê tới già. Mọi người biết cái đó không, biết cái trend đó mọi người, để tôi hát cho mọi người nghe nha. À, rồi, người nào chồng bỏ chồng chê ăn cái chân gà, chồng mê tới già. Ừ, cũng hợp ha. Nói gì nữa? Tới già luôn. Tới già luôn, ok. Người nào mình sắp ra mà. Người ghê vậy. Người nào mà bệnh sắp ra mà. Ok, hot dog thì mê tới già, ăn gay hot đó lột da sống tới trẻ hoài luôn. Rồi gì nữa ta, người nào muốn có vợ hai ăn hai cái hot đó là ông mai tới liền luôn. Thấy xàm mọi người, thấy tôi xàm không mọi người, mà tôi thấy hình như dạo này nó đang hot cái đó đó mọi người, rồi mọi người bây giờ cái game hát không à, người nào chồng chọn chơi, nào chồng bỏ chồng chê ăn em ăn ngon chơi dân em chân gà là chồng mê chế già nha mọi người, tại sao ăn chân gà vừa đẹp da nè, vừa tốt cho sức khỏe nữa, nó tốt cho khí huyết của mình luôn ha mọi người ơi, tại vì sao, ủ thảo mộc mà thảo mộc ở đây là gì, là những cái bài thuốc nha mọi người ha, càng ăn càng đẹp da, càng ăn mọi người có thấy không đó, em ăn chân gà rất nhiều, em nói thật nha, em làm 199 món về chân gà, không chỉ ăn chân gà từ nhà HCT, em còn làm chân gà hấp hành, chân gà chân gà xẻ tắc hả, xả tắc, xúc thái, xúc me đủ thứ luôn á, em ăn chân gà dữ luôn á, cút xương. Ồ, em ăn chân gà khá dữ, với em ăn cả bì heo nữa mọi người, nên là em vừa mập nhưng mà da em đẹp. Em chấp nhận hy sinh cái sự giảm cân của em với em được da đẹp á mọi người, rồi giảm cân thì giờ trước sau cũng giảm thôi ạ. À, thì giờ mình chỉ cần ngậm miệng lại là mình giảm thôi, nhưng mà mình không có ngậm miệng được á mọi người.
Miệng luôn hả? Rồi, nhanh tay chốt đơn em chào Huệ Phạm. Ô cảm ơn, ê, cảm ơn Huệ Phạm đã thích phiên này nãy giờ nha. Trời cảm ơn nha. Rồi ai nữa trời? Họ nó đứng luôn rồi, mấy ai hết trơn quá trời. Trời ơi mọi người ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà hoàng phải dây đúng không? Dừng chân ghé lại nơi đây, hiện tại em lên nhìn cho những dòng mất thức ăn à, anh nhăn anh liền nè. Đó, tuyệt gì đó, thanh trùng. Thôi lên cái này đi chúng mình. Đây là hot dog thanh trùng ăn liền từ nhà HCT Family Food nha mọi người ơi. Siêu ngon luôn đó, và giá hôm nay bên em mang lên cho mình deal rất là hời luôn nha. Nhanh tay mình chốt đơn chốt deal giúp em nha. Nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong free ride này ha. Trời ơi còn có 6 phút nữa à mọi người ơi. Tập trung nè, còn 6 phút nữa thôi để mọi người săn sale nha. Ai thực sự còn trong phòng này thì mình để lại một cho em một comment nha. Để lại cho em một comment đi ạ. Tại vì sao mà trời ơi, quá là hồi rồi ha mọi người ơi. Hồi quá hồi luôn mà hôm nay mọi người không săn sale được là uổng nha mọi người ơi. Hồi quá hồi luôn á thiệt. Quá là hồi luôn rồi. Nên mọi người ơi tranh thủ mình chăm săn sale giúp em ha. Săn sale giúp em cho phiên live này đi ạ. Trời ơi, nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì mình để lại comment giúp cho bên em ha. Bên em sẽ hỗ trợ ghim sản phẩm lên và tư vấn trực tiếp cho bên mình luôn, ok chưa? Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn chốt deal giúp em trong phiên live này với ạ. Rồi ha mọi người ơi. Mọi người đâu hết rồi, em còn bao nhiêu phút nữa? Còn 5 phút cuối cùng thôi đó, có ai là thật sự không ạ? Có ai là người ở đây thật sự không ạ? Mình để lại comment cho em đi ạ. Trời ơi quá trời là người coi mà em không chốt được một đơn nào là sao mọi người ơi. À, tim ta đau quá men. Tim ta đau quá men. Thật sự là không thấy ai luôn á. Người nào chồng bỏ là chồng mê ăn cay, ăn cay hot đó là chồng mê tới già luôn. Người nào bệnh sắp ra mà ăn cay hot đó là trẻ hoài luôn. Người nào muốn lấy vợ hai ăn cay hot đó là bà mai tới liền luôn. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi xài rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn giúp em đi ạ. Còn 4 phút ngắn ngủi cuối cùng đó. Mọi người thôi giờ không chốt đơn là ngày mai có khi là giá khác, combo khuyến mãi cũng khác nữa đó mọi người ơi. Mọi người ơi có ai đây không ạ? Có ai không? Có ai luôn. Trời ơi. Dung ơi còn đây không Dung ơi? Dung ơi. Ơi. Còn ở đây không ạ? Mình còn ở đây không ạ? Ủa thùng rác nó nằm đâu vậy? Ngoài hả? Dạ, tím dục đó. Mình còn ở ngoài ạ? Mình còn ở đâu vậy nhỉ? Hello không? Đây không? Trời ơi, còn 4 phút cuối cùng đó nha. Mọi người không mua thôi đó, tôi bá mỗi chân rồi đó, thiệt sự luôn á. Trời ơi. Tôi đi dậy đầm, tôi đi quẩy á mọi người, mà tôi còn đứng không tới 2 tiếng nữa. Mà ở đây tôi bắt tôi đứng 2 tiếng rồi mọi người. Trời ơi, cũng tê liệt cái chân luôn mọi người. Thôi là không mang guốc nha. Trời ơi, gặp hôm nào mà ngựa mang guốc là chắc nãy giờ đứng là phải lột ra đó. I'm the Barbie girl, live in the Barbie world. It's a blanches, da-da-na-na. You can take my hand. Ê, 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 có hu gì kìa. Gì? Có không không là gì, các có ca không là gì ạ? Có một ca không á. Không, hôm nay bán ế quá không có được một ca, phải ít nhất là được 3 đến 4 điêu á, mới giờ mới chơi điêu một ca mà không có điêu một ca, mà sắp hết giờ like rồi, nãy giờ họ không có ai vô mua ủng hộ luôn á, một điêu cũng không ủng hộ nữa. Thôi hẹn mấy bạn lần sau đi, em mà bán được cỡ 2-3 đơn á lại bắt đầu em mới xin được á mọi người. Bây giờ còn có 3 phút cuối cùng mà không có đi một ca nha. Trời lúc nào cũng có đi một ca hết trơn á mà mọi người còn không ủng hộ em, quá là trời buồn nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cái phiên livestream của em là mọi người sẽ thấy cái mặt của em là mặt dày, em hay xin đi một ca mà mọi người cũng không mua ủng hộ em thì là buồn quá đi. Rồi nhanh lên, nhanh chóng chốt đơn trên phiên live giúp cho em vậy.
nhanh tay chốt đơn giúp em vậy? Người nào chồng bỏ chồng đi ăn cây, ăn cây họ ăn cây hot dog chồng mi tứ già út chưa? Rồi mọi người ơi, nhanh chóng mình chốt đơn giúp em cho phiên live này đi ạ. Rồi mọi người ơi, nhanh tay chốt đơn giùm em đi mọi người ơi. Thôi bây giờ em không nói nhiều nữa ha, còn đúng một phút nữa. Em cảm ơn mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ em đã hết giờ phiên livestream của em rồi ha. Cảm ơn mọi người đã coi phiên livestream của em ngày hôm nay ha. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp mọi người vào đợt livestream lần sau ha. Hôm nay quá là ế ẩm rồi. Thôi em tắt tin dây nha, bye bye. Nè.